cắn nước nóng mà. Sao cắn nước nóng mà? Đấy. Cắn nước nóng mà. Sao sợ một ly 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 ấm quá. Cho bao hàng lấy cái bao cam xả túm hàng xả nó ra xả đi cho nó gọn trong góc bếp với lại bên đây à. À, lấy cái bao cam rồi xả túm ra xả cho alo mỡ để ra sạch một mỡ lận vừa tắm cái gì đấy lên đồ con trai hả à? À, đó tắm hết cái nó ra sạch đi lên nha chị nào. Hello chị Út Lâm nha. Hello chị Tư Nguyễn Thị. Đây tắm hết cái chỗ này nè. Ngưng một ngày là đài hà. Hello chị Lương Oanh nha. Không sai vậy nhưng mà cái này nó giãn nhiều lắm. Cái này sướng lắm. Đẹp lắm. Miếng thịt lụn luôn nè. Miếng thịt lụn luôn. Chốt xong rồi cái bảo là về quê. Nó là xả ra. Tắm hết cái đống nó luôn. Hello, hello, chị nào vô rồi, chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha, săn hàng sale nha. Chưa, em đâu có sai. Đó. Không, tới đây không có vườn công sở. Ok, lên luôn á, mà áo mang có ít lắm. Thôi chị Bi Bo, chị bảo cái áo. Cái áo mà em mang á, chị đi nhập sĩ vô 160 nghìn. Đấy, lên nha. Chia sẻ dùng nguyên chẹo mình ơi, để chia sẻ ra. Mới đỏ mới hồng hào chứ chưa sai. Ủa là ngồi hay hả? Đó, tóm hết luôn cả trong trong bao nó luôn, trong bao vàng vàng đó. Là xả. Ờ trong bao vàng nó là xả hết luôn đó. Trong góc cà cầu thang là xả hết. À, lên bộ thun nữ có luôn, chia sẻ chưa? Vậy? Cái chi đó tên gì đó? Hương, hương sen à? Phượng đổ hay phượng hồ nha. Không không, cái đó không phải. Không phải. Lên đi chị nào vô rồi. Từ từ, cứ từ từ. Hello Văn nha. Hello chị Hoa Đào. Chị nào vô rồi, chia sẻ lên luôn dùng nguyên ngát sale hết cho nó gọn. Có áo không đang mang, có bộ. Có, nói chung là tất cả các thứ, cái gì cũng có hết. Cái gì cũng có hết. Qua nhanh đi sợ, cho qua nhanh đi. Để chia sẻ phát đại này. Cái mã không đang mang hôm bữa rất là nhiều. Từ từ, áo cam đằng sau vải gì vậy? Bao nhiêu ký mang vừa? Áo cam đây là dạng kaki mềm vừa chị ơi, cái này đến 60-62 cái chị anh vẫn mang được luôn. Chị mình nhìn cái độ giãn của nó nè, bao nhiêu ký mang cũng được hết. Lên nhanh nha chị em, mà nói lên trễ này là sẽ lên rất là nhanh nha chị em mà nhé. Sống mình chờ đồ con trai quá bạn ơi. Đồ con trai hả? Đồ con trai thì mình cũng có nhiều đó chị ơi. Hình nói chung là đồ con trai là bữa nay không có nhiều đâu. Em về, em không có về nữa. Nói chung là chủ yếu là giờ em sale hết. Em sale gọn thôi, em nghỉ Tết thôi.
chứ cũng không có vì đồ bán nữa đâu. Không vì đồ bán nữa nha. Cái này chủ yếu là sale, sale cho gọn kho nghỉ Tết thôi. Rồi nha, chị nào vô rồi tương tác để không dùng trẻ mà thôi. Chia sẻ mạnh tay nhá. Xong cái bao này là lấy hàng mới. Ngày nào cũng một bao như thế nào hết. Mệt lắm. Không nha, không một đồ bếp ra chưa. Khoác đỏ đằng sau à, bao nhiêu chị? 115.000. 115.000 nguyên lên nhanh luôn. Không cần phải cao kiếp gì, sale nhanh luôn nhá chị em mà nó đi nhanh để lên được nhiều. Áo vàng em chốt đơn lúc chiều. Shop báo hết rồi. Chị ơi, cái áo này là áo lắc lưới. Áo lắc lưới. Chị ơi, chốt đơn xong là gửi rồi nhá. Các con sau là áo lắc lưới rồi lên luôn nhiều mã này, mã tặng bé đi nhanh nha chị em mà nó. Sao này dành cho bé nhà mình 16 đến 18 kg. Tặng nó luôn 39.000, ai nhanh tay có nhé. Chị nào nhanh tay có nha. Sale 39.000, hàng này là Nguyên đang đi luôn trẻ mà là giá 75.000 nè. Bộ hàng, bộ xuất hàng dùng Nguyên nhé. Tặng 39 nha chị em mình, mỗi trẻ mình vô nhớ chia sẻ lên luôn dùng Nguyên. Sàng sale là phải nhớ phải chia sẻ nha. Tặng bé nè, tặng bé là gì? Ti ti nè. Chia sẻ vô. Chốt cho chị nào chia sẻ. Ui con này mới vừa lên đây chị em mình, size 2 mấy? Size 28 của Nam. Quần Nam size 28 nhé. Quần Nam size 28 bao nhiêu tiền? 150.000 đúng không? Nè lên chung mã này là mã tặng 130. Tặng 130 nhé. Chị chốt cho ai chia sẻ thôi, không đây rất là nhanh luôn. À, hai để ghế nhà lái à, Minh Sang à, chị ơi chốt, chốt đơn chưa? Chốt đơn chưa? Lên mã tặng à, tặng nam nhé. Tặng à, quần nam, quần màu à, màu nhạt ấy. Nhá, em lên đang xem chị ơi. Quần nam hồi nãy bán tặng à, 39.000. Áo em đang mang có bán luôn. Này ba con này. Tặng nốt luôn, hàng này là hàng 20 mấy nghìn một con nè. Đâu? 130, 130. Cái này bao nhiêu tiền ta? Ba đôi tắc lên luôn dùng mã combo tắc đi. Tặng 15 căn. Hàng này là hàng 20 mấy nghìn một con này chị em mình ơi. Giá của nó là 32.000 à, 20.000 một con này. Nha, rồi lên luôn dùng mã tặng tắc 15.000, tặng tắc 15.000. Con này đang đi 89.000 nè, 15.000 ba con. 15.000 ba con. Rồi nhá, con này đang đi 89.000 một con này. Lên mã tặng bò hồng. Tặng bò hồng nhá. Bên đây chị em mình tặng 65.000. Chị ơi, chị Huỳnh Phương rating đi chị ơi. Gọi điện không được, nhắn tin không thấy trả lời đó. Nha, rồi lên luôn dùng mã này. Tặng cái này luôn. 65.000, ai nhanh tay có. Con này chắc có tông tàu chéo nha chị em mình ơi, size 62 nhé. Quần nam cho chị Nguyễn Hường gì ra. Quần nam Nguyễn Hường lên luôn dùng mã tặng 65 cho chị Ti Ti. Hồng 65 chị Ti Ti ghi giá ở ngoài thôi ba. Ti Ti ghi giá ở ngoài dùm chị cái. Mã quần sung nè, size M, size 52 đổ về. Con này đang đi 125.000 đúng không? 125.000. Chốt lên luôn dùng mã này là mã 110 luôn. Lên mã sung size M. Sung M nhé. Chốt lên mã sung M. Chưa chốt hả chị ơi? Em ở... Con, chưa lên mà. Chưa lên, định lên xả hết cái đống gì cho nó gọn đó nè. Tặng quần sung một mấy, quên mất tiêu à, một mấy, mới vừa đọc xong. 100... Huỳnh Phương chợ cồn à. À, à rồi. Riêng cho chị Diệu Nguyễn, quần sung. Hồi nãy đi mấy, hồi nãy mới đọc xong. 110 đúng không? Rồi lên luôn dùng mã tặng bé luôn dùng Nguyên. Con này 19k thì chắc là không có chỗ nào bán được rồi. Tặng 19k toàn bộ ở trong của nó nè. Toàn bộ ở trong là lông nè. Size 18 đổ về. Size 18 đổ về nhá. Lên mã tặng bé 19k. Tặng bé 19k chị em mình hề. Lên mã bé 19k. Chị nào lấy bé 19k chốt lên luôn dùng Nguyên. Cả áo 89k này. Quần 89k quên lộn lộn. Lên luôn dùng mã chữ B. Đang đây chị em mình 79k. Tặng 19, luôn con này luôn. Giá 65.000. Chia sẻ 19 cho chốt cho ai chia sẻ thôi. Chốt cho ai chia sẻ thôi. Quần chữ B nè. Size TM, size 55, 57 đổ về chị em mình chốt đẹp. Tặng 65k luôn. Tặng quần chữ B 65. Tặng quần chữ B 65 à, quần nam. Quần nam size 62 đổ về. Tặng 29k luôn. Đi nhanh nha chị em ơi. Chốt cho chị, chốt cho chị nào chia sẻ thôi nhé. Tại vì lên trễ này là lên rất là nhanh luôn. Con này là dạng quần dẳng chéo. Size 62 đổ về là chốt đẹp. B giờ không chia sẻ, không chốt chia cho ai chia sẻ thôi. Những cái mã này hàng xã bao giờ cũng chốt cho ai chia sẻ nhé. Chia sẻ vô. Lên luôn những mã này, mã tặng quần nam tặng 29. Tặng quần nam 29k, tặng bé chốt chưa ta? Tặng bé chốt rồi đúng không? Nam, nam, áo đông mặc trong người từ từ chọn một xíu. Con lên giờ luôn. Quần tomboy. Quần tomboy nè, size S, size dẻ mà 50-52 đổ về. 50-52 đổ về. Con nặng đây luôn trẻ mình 69.000. Quần tomboy là quần U12 nhé. U12 chia sẻ lên luôn dùng Nguyên với chị em mình ơi. Mỗi chị em mình đang xem live chia sẻ luôn dùng Nguyên nhé. Lên mã Tomboy. Tomboy 69. Tomboy 69 nhé. Chị nào lấy mã Tomboy lên Tomboy 69k luôn dùng Nguyên. Áo giữ nhiệt này. Con này đi 45.000. Nhiều chị bảo là không biết là con này sao nó rẻ quá mất luôn. Xe 60 đổ về nhé. Ok. Ok nhé. Lên mã này là mã tặng giữ nhiệt.
Tặng giữ nhiệt 39.000 luôn. Quần B hết rồi. Tomboy à, cái này Tomboy hay gì đây? Quần Tomboy 69 hết à? Quần Tomboy 69. Chốt cho ai chia sẻ thôi chị em mình ơi, tại vì hàng này thật sự là bán theo rồi. 39.000 áo giữ nhiệt. Áo đang mặc Nguyên ơi, từ từ chờ em lên rồi. Sắp lên. Cho để lên hết cái đống này nhá, tạm thời lên cho chị em mình đống này lên áo đang mang luôn. Có cái quần này mới vừa sale xong. Cái giữ nhiệt nè. Giữ nhiệt đó. Giữ nhiệt cho Tiếp Trần. Con này mới vừa sale xong. 49.000 luôn, được rồi nhá. 49.000 luôn, con này chắc xịn lắm này. Sao chị em mình 55 đổ về. Lên mã tặng quần theo 49.000 luôn nhá. Tặng quần theo 49.000 luôn, chị nào lấy tặng quần theo lên luôn Trường Nguyên nha chị em mình ơi. Đi nhanh luôn, nguyên ngày nào cũng nha mấy cái này đi. Đi qua một lượt rồi. Cái xong cái bắt đầu chốt đơn, cái bắt đầu cái xả ra nguyên một bao to. Này chị em mình nhìn nha, con này 69.000 thì đâu còn giá nào để sale nữa đâu. Lên chị em mình 59.000 luôn. Cho áo nam dành cho 62 đổ về. Tặng 59.000 nhé. Đây là nguyên chị chốt lên cho chị nào chia sẻ nhé. Lên mã áo nam size 62 đổ về nhé. 49 size 59.000. 59.000. 59 hết rồi. Đây này. Bộ này là bộ hàng cao cấp này, hàng này hàng tác của nó là 688.000. 59 cho TT. 699.000. Size này dành cho những chị nào 55 đổ về. Lên mã bộ cao cấp luôn Dùng Nguyên á. 179k luôn Dùng Nguyên. Áo em đang mang em sắp lên rồi đã. Chờ em xíu xíu. Chờ em xíu xíu nhưng mà đây luôn cho em mình con này luôn. Nát luôn cho em mình bộ này cao cấp luôn Dùng Nguyên nhá. Cao cấp hàng này hàng tác của nó là 699.000. Nguyên đang sale 189.000. Size 55 đổ về. Comment mã cao cấp Dùng Nguyên nhá. Cao cấp 179k cao cấp. Chị nào lấy cao cấp lên cao cấp tặng quần nam luôn. Áo nam đang hết rồi đúng không? Lên mã cao cấp luôn Dùng Nguyên nhé. Chị nào lấy mã cao cấp lên cao cấp luôn Dùng Nguyên. Trinh không chia sẻ. Chị chốt cho chị nào chia sẻ những cái mã này. Ai chia sẻ chốt nhé chị ơi. Một mã này. 179k 179. Size cho những chị nào. Nha những anh nam nào 57kg đổ về là chốt đẹp. Tặng quần nam luôn. Tặng quần nam nhé. Tặng quần nam đây chị em mình. 40k. Tặng quần nam 40. 179 nhưng 179 chứ không phải là 179 đâu chị ơi. 179k. Nhưng mà chốt cho ai chia sẻ thôi. Trang Nguyễn nào đâu bên này không thấy, không nhảy lên Trang Nguyễn. Có. Ghi Trang Nguyễn Mũ đi. Trang Nguyễn Mũ đi. Chị Huỳnh Phương không chia sẻ. 40k chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Ghi Trang Nguyễn Mũ nhé. Đây nè một bộ nữa nè. Cho Trang quần nam đó, chị Linh Thì Nguyễn Thị. Linh Thì Nguyễn Thị. Đây. Toàn bộ chị em mình nè, chốt hết rồi. Này. Size L nhá, size cho những chị em mình để nè. Cái này size L nhưng mà 55 đổ về thôi, nó chỉ có size L và size XL thôi. Nha. Lên luôn dùng mã này là mã xanh. Bộ này hàng cao cấp, hàng tác của nó là 699.000 này. 699.000. Nguyên đây luôn chị em mình, lên luôn dùng mã cao cấp xanh đi. Đây luôn chị em mình 179.000 cao cấp xanh nhé. Ai lấy cao cấp xanh lên cao cấp xanh luôn Dùng Nguyên. Cám máy in 179. Cám máy in 179. 179 còn này lên luôn cho mã tặng mũ. Tặng mũ nhé. Tặng mũ là 89.000. Đây luôn chị em mình con này luôn 69.000. Có tông tàu chéo tay cho chị em mình 60 đổ về. 60 đổ về quần nam hết không có chia sẻ. Nha, chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Toàn chốt đâu không, do chắc là bị ẩn comment đâu có thấy chị đâu. Ngọc ở trên không chia sẻ chị ơi. Lên mã mũ 69.000 luôn mũ nha. Linh Thì, nha, mũ 69.000 con này cũng xả ra thì chả biết là mua cái gì. Con này sao xả ra? Con này lên mã tặng bé size 12 xinh chưa? Tặng bé này size 12 thôi. Đi luôn chị em mình cái này luôn, đang 69.000 đúng không? Nguyên đi chị em mình mã này 55k. 55k tặng bé nha, okay, size 12. Ok, được bộ rồi nha. Tặng bé 55k và size 12. Size 12 dùng Nguyên. Ui con này cưng. Con này cưng cũng là 12kg luôn. Con này cũng 12kg và con này chắc có tông vào chị 55k. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi nhé. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua chị em mình này. Rồi nha, lên luôn Dùng Nguyên cái này. 55 cho lên mã Mickey. Mickey nhé, có tông tàu chéo. Tặng 39k luôn và size 12. Lên mã Mickey 39k size 12. Hai chị em mình cứ chốt làm chi ta. Cứ chốt xong rồi cái bắt đầu xả ra như. Nhiều chị chốt đến 3 mã rồi chứ phải đâu. 3 mã cái xong cái bắt đầu là ôi chị về quê có việc. Thôi em xả ra chị thông cảm. Chị nào cũng thông cảm tới 10 chị như thế là cả mớ hàng xả rồi. Thật sự luôn ấy. Lên mã bé 22 đổ về. Cảm ơn Nhung Hà Hà nhé. Vừa đẹp và vừa rẻ đúng không? Tặng bé luôn. Cái này là chắc ôm mì hàng lên. Con này dặn quần ngố nhé. Con này dặn quần ngố. Đây luôn trẻ mình luôn 39.000. Lên mã tặng ngố bé. Tặng ngố bé. Cái này mới vừa xong luôn. Ngố bé 39. Con này tiếp con này. Ngố lên đúng ngố bé. Ngố nha. Bé Dùng Nguyên nha trẻ mình ơi.
Size M nhưng mà này 65kg luôn. 22kg à. Ờ, 22kg. Quần con này lên luôn dưỡng mã quần nam, con này hàng xúc nè. Cái này đi luôn trẻ mình luôn, 49.000 luôn. Size 65, size M nhưng mà form này nó to lắm. Form này nó to lắm, lên cái mã áo đang mang luôn còn chưa tới. Thảo Hồng, quần nam. Quần nam. Quần nam 49. Con này xinh lắm trẻ mình. Thái đoàn thì cảm ơn. Con này hàng nha. Hàng của nó là hàng 175. Con này là hàng 175 nha trẻ mình ơi. Hàng 175.000, cái này chị em mình mix thêm một cái áo bra hoặc cái áo hai dây vô nữa, đẹp lắm luôn. Cái quần nam phải không? Quần nam ấy. Ta ly dự. Cái này chị em mình đi tiệc cái mang phối chân váy lên đẹp lắm. Nhưng mà mang thêm cái áo bra nữa nhá. Đẹp. Mấy hết rồi hàng 175.000. Hình phương chia sẻ. 175.000 và form này chị em mình là đến gần 60kg chị em vẫn mau ok. Nha, lên luôn những mã tặng kiểu. Cái này bán tặng chị em mình 39.000. Tặng 39.000. Hàng này hàng số 175 này chị em mình tặng 39.000, lên mã tặng kiểu. Comment mã tặng kiểu xong bóc cái áo len đang mang luôn, sale nó luôn. Kiểu nhá chị nào. Ok, giờ nguyên len đây nè, nguyên len đây nè. Đi cho nó gọn thôi chị em mình ơi. Con này đang bao nhiêu tiền ta? Sale 49.000 đúng không? 39 cho hình thị thi vi. Con này đây luôn chị em mình luôn. 35.000. 35.000. Nha, chốt mã 35. Comment mã 35. Rồi bóc cái áo len bên sau lưng ông xã luôn. Lên để khách chờ. Lên để khách chờ. Mã này chị em mình nhanh tay vì nó không có nhiều. Đợt trước đây này đằng sau lưng không sẵn này. Coi màu. Mỗi màu nó có vài cái thôi. Và form này yên tâm là chị em mình này. Vì là len này chị em mình nhìn nha. Giãn này 60 chị em mình vẫn mang ok. Rồi màu cũng đang mang luôn đây. Có từng này con. Từng này con thôi. Bỏ qua đây. Mỗi màu nó có rất là ít nhé chị em mình ơi. Nên là chị em mình tranh thủ. Cái này còn tầm chưa tới 50 con chứ. Chưa tới 50 con đâu. Và số lượng rất là cái ít nhé. Cái này là 35 à. 35 đó, 35. Chị ơi, do chị chia sẻ không công khai. Chị chia sẻ phải công khai lên nó mới hiện logo người chia sẻ. Lên mã này luôn dùng nguyên. Đúng không? Cái này chị TT mới hôm bữa kia lên. Chị nhập bao nhiêu? 160.000. Ok, Thúy Phàng con. Em đi luôn trẻ mình là 135.000. 135 nhá, chắc là không chỗ nào bán cái con này với giá này đâu. Em nói thật sự luôn nhá. Cho chị từ từ cho chị áo em đang mặc. Từ từ. Chị ơi, chị Nu Ngọc Nữ à? Ngọc Nữ. Không có thông tin gì hết à? Lấy thông tin Nu Ngọc Nữ nha. 135.000 nhá, một con này. 135. Không chị ơi, không giờ không có áo có mũ nhá. Len luôn dùng cái này. Len nhá. Len và cái này là phối sơ mi đẹp lắm luôn nhá, 135.000. Cho chị Ngô Lina đen chưa chị ơi? Đen chưa, chắc cũng không còn đen đâu. Chắc là cũng không còn đen đâu. Màu đẹp lắm. Nhá, cho Lê Dự, form này chị em 60-62 vô tư. Cho Lê Dự nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Bao nhiêu ký không vừa chị em mình? Bao nhiêu ký cũng vừa hết. Cho chị Bích Liên bỏ 1 cái. Cho chị Trâm Lê 1 cái. Trâm Lê 1 cái. Trang Mâm 1 cái. Không còn mãi cái. Trang Mâm 1 cái này. Trang Lê hả? Trang Lê không giấu. Trang Lê không giấu nè. Trang Mâm nè. Hồ Lợi nè. Trung Kim Nguyễn này, Tuyết Mai này, rồi con Nguyên đang mang cho Ngô Lệ Duyên nữa là hết. Con đang mang cho Ngô Lệ Duyên nữa là hết màu này nhé chị em mình. Hết màu này nhé, hết màu này. Hỏi kia màu vàng mà kêu là không có màu vàng. Đấy, có một con màu vàng. Ai không chốt Nguyên chốt luôn. Đang rất là ưa con màu vàng này. Nha, 135.000. Nguyên nói luôn chị em mình con này giá bao sướng luôn. Chị em mình mua bao hồi luôn. Có một con màu vàng. Thôi nha, để hàng Nguyên này. Lên mã nè, màu gạch nha chị em mình đó. Có 4 con màu gạch. Form này chị em mình từ 40, 60 chị em mình mang ok hết luôn. 1, 2, 3, 4 con màu gạch thôi. Lên mã gạch 135.000 chị em mình ơi. Lên phối sơ mi này chị em mình mix chân váy. Đứng xa chị em mình nhìn form. Mix chân váy cũng đẹp, chị em mình mang quần riêng cũng đẹp. Vàng cho bà Lê Dự rồi. Vàng cho bà Lê Dự rồi. Rồi hết vàng nhá. Lên mã gạch nè. Đẹp lắm luôn ý. Hàng này bây giờ từ từ. Chị ơi, chị Ngọc mà Nu Ngọc Nữ nhưng mà chốt mà không lên thông tin em không chốt đơn được chị ơi. Chốt không lên thông tin em bỏ qua nha, em chịu con này luôn ấy. 135.000. Chị em mình cứ đi dạo những cái mã này đang hot nè, người ta bán chị em mình bèo bèo 185.000 con này. Nguyên đây được chị em mình 135.000 nhá. Lên phố sơ mi hết màu vàng rồi chị ơi. Lên mã gạch. Gạch nhá, vào nãy còn con chứ mất gạch 4 con. Chị nào lấy gạch lên gạch luôn dùng Nguyên nhá. Đúng 4 con màu gạch. Nha, em đang đi luôn chị em là 135.000 hết màu vàng chị ơi. Lên gạch nhé. Đây. Trần Thị Thu Hiền con này. Cho chị Nhung Hàng con có 4 con thôi. 4 con thôi còn 2 con nữa, chị nào lấy gạch lên gạch luôn dùng em nhé. Nhung Hà hay là Nhung Hà? Nhung Hà thôi chứ không phải Nhung Hà.
hết vàng rồi, hết vàng có một con vàng thôi, gạch cho Thanh Thúy Dương, gạch cho Dung bỏ nữa là hết rồi nhá. Màu này lên luôn dùng mã hồng đẹp lắm chị mình ơi, không mua con này hơi bị tiếc nha, lên luôn dùng mã hồng, hồng nhá, hồng 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 được từng này con, hồng màu nu ấy, nó hơi giống màu nu ấy nè, màu hồng đẹp nhá, lên mã hồng luôn dùng nguyên, đổi màu như chị em mình ơi, lên hồng luôn dùng nguyên nhá, có quá là ít đi nên là chị em mình tranh thủ nha. Lên mã này là hồng, bỏ cho chị chợ lên cả nu ngọc, nu đi nu ngọc, lên cả số điện thoại trên line luôn dùng nguyên nhá, 7 con nữa thôi, lên mã nu dùng nguyên nhá. Màu này đẹp, màu này đẹp, đẹp hơn cả con Nguyên đang mang nữa luôn ấy. Màu này cũng phải là hồng nu nha, hồng em hết luôn, hồng hết luôn chị ơi, nu dùng nguyên nhá. Mạng chậm này đi qua mấy lượt rồi mới thấy dễ, mình lên hồng là 135.000. Nhung Hà hết tiền rồi kìa. Xem thôi, tội em nó. Vàng hết rồi nha, hết vàng rồi, lên luôn dùng mã này, mã nu nhá. Nu cho Trần Thị Thu Hiền. Nu nè. Ly Trần. Nu nhá. Em đi hàng chứ. Nu cho chị Trần Thị Thu Hiền nữa nè. Trần Thị Thu Hiền nè. Nó có ít lắm nên là chị em mình tranh thủ nhá. Nu nha, chị nào lấy nu lên nu luôn dùng em hết hồng rồi. Em Ly Hằng ta không thấy bên này. Không thấy bên này. Em Ly Hằng à. Em Ly Hoàng nè. Hồng nè. Ôi cái này nu chứ. Cái này là nu chứ. Nu chị ơi, nu nu nhá cho chị Tuyết Trần. Nu cho chị Tuyết Trần. Nu nha chị ơi. Nu nhá. Nu cho Trang Mâm. Trang Mâm nè. Trang Mâm nè. Nguyễn Hường không có thông tin gì hết. Nguyễn Hương không thấy. Nu cho chị Tâm Hạnh này. Phượng Tâm Hạnh này. Tâm Hạnh, Tâm Hạnh. Phượng Lê không hình đại diện này. Ngày nào cũng chốt nghèo rồi hả? Và Trang Lê nữa là hết. Trâm Lê không giấu. Trâm Lê không giấu nữa là hết. Trâm Lê không giấu nữa là hết. Mã này màu gì ta? Màu này màu màu xám xám này. Toàn màu đẹp không chị em mình ơi. Càng lên cái này chị em mình càng loạn. Hết màu nu nhá. Lên mã này, lên mã xám luôn dùng nguyên nhá. Xám 135. Xám 135.000 nha chị em mình ơi. Chị em mình đi dạo quanh những cái mã này. Hả? Không, không có đen. Không có đen. Có đen chưa? Rồi khách cũ không có đen đâu, đừng chờ đen. Nó không có đen mà. Nha, rồi lên chung mã xám. Nè. Trời ơi, xám. Xám cho chị Ngọc Thanh Võ. Xám 135 nhá, chị nào lấy xám lên xám luôn dùng nguyên nhá. 135.000. Nu em hết rồi. Chị nào mà lên đơn mà không kèm thông tin là em không dám chốt ý. Thế nhiều chị không có, sám cho Nguyễn Hữu Linh Sa 135 bắt mấy con. Cái này chị em mình đi làm vẫn ok luôn. Sám hết nu rồi chị. Cái này chị em mình đi làm vẫn ok luôn ý. Sám cho chị Bích Liên Võ luôn 135.000. Rồi ok, chị nào lấy sám lên sám luôn dùng nguyên nhé. Sám 135 nha, 135.000 sám. Ai lấy sám lên sám. Đỏ này còn có đúng một con. Đỏ này đúng một con duy nhất nhé. Chị nào lấy đỏ lên đỏ nhé. Chị ơi từ 40-60 chị em mình đang ok hết. 40-60 chị em mình mang ok hết. Vị này nó giãn nè chị em mình nè. Mình kéo chị em mình xem nè. Xám nè, chị nào lấy xám lên xám nè. Xám cho chị Phan Thị Thanh luôn. Rồi ok, chị nào lấy xám lên xám. Đỏ có một con duy nhất màu đỏ nha. Chị nào lấy đỏ lên đỏ. 135.000 con nè. Chị em mình mà dặn đi nu hết rồi chị ơi. Lên màu xám. Đỏ cho chị Bích Lan Trương này. Bích Lan Trương. Bích Lan Trương này. Xám cho chị nu Ngọc Nu này. Nu Ngọc Lương Đàm nha kìa. Nu Ngọc Nu này, Lương Đàm, Lương Đàm, hết đỏ rồi Yến Nhi ơi. Còn ba con màu xám, chị nào lấy xám lên xám luôn dùng nguyên nhé. Comment lên xám luôn dùng nguyên nhé chị em mình ơi. Comment lên xám không có màu đen đâu, nên là chị em mình không có chờ màu đen. Màu hồng này có một con. Xám cho chị Huỳnh Phương. Huỳnh Phương này, đỏ hết rồi. Hồng này còn đúng con. Huỳnh Phương này, Thanh Dung Nguyễn này sao? Thanh Dung Nguyễn đâu cũng còn con. À từ từ không lên. Từ từ đỏ hết rồi. Không thấy em lên phao nữ à. Nói thật sự phao nữ em đi từ mùa nắng ấy. Mùa nắng này ở về phao về lên chị em mình luôn rồi. Bộ vải xám cho chị Nguyễn Thị Thí nữa là hết. Không nha, em không chốt của chị Bích Lan Trương nữa nhá. Em không chốt nữa nha. Cứ chốt lên con sao chốt là em bỏ qua. Còn không thì bỏ qua chốt cho người ta. Người ta bao nhiêu chị chốt đỏ không có. Lên hồng luôn dùng nguyên nhá. Chị Phương Nghi có rồi, không có còn con duy nhất. Hồng này còn con duy nhất. Chị em mình mà cứ chốt thấy con sao đẹp hơn bỏ con trước, mình không chốt nữa nha. Em nói trước
coi like nhà Nguyên hai để ý, còn không là từ chốt, còn cái gì Hồng chốt cái nấy nha. Hồng sẽ Yến Nhi, còn không thì từ chốt, còn cái gì chốt cái nấy nha. Rồi nhá, lên luôn dùng mã xanh này, còn con thôi, xanh này còn đúng con nhá. Vậy mà thôi, có đồ bộ em có chứ, đồ bộ em có, đồ bộ 3D, đồ ba bộ 3D xíu nữa chị Trần Đức chốt luôn trên like nhá. Này lên luôn dùng mã này, không có, không có, ai đi không lo chốt từ đầu. Không ai xả. Nguyên thật sự là Nguyên đã cắt tát để lái con này mang này. Đấy, nhưng mà hết rồi. Cho được sao. Lên mã xanh luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy xanh, xanh xanh cho chị Nguyễn Hà Sám à? Nguyễn Hà Linh là gì đó, xanh hay là Sám, Sám, Sám. Sám hết rồi. Hết rồi. Lên xanh luôn dùng Nguyên. Nguyên cũng tia cái con màu này rồi. Tia con màu này mà cuối cùng nó là hết rồi. Mã này có hai con, lên mã số 2 dùng Nguyên. Ơ thế thôi đỏ, thế chị bỏ ra luôn, người ta chốt hết rồi nha. Không là chị bỏ ra luôn nhá, em không có chốt kiểu mà cứ chốt xong cái lấy cái màu khác cái là bỏ bỏ màu trước, em không chốt được nha. Hết rồi, chả còn màu gì hết, chả còn màu gì hết. Đâu, ý là thì chị bảo là bỏ đỏ để lấy vàng. Đâu, à quên, bỏ đỏ lấy hồng. Bên lên trường khác chứ. Rồi nha, lên luôn dụng mã này, mã số 2 có hai con. Đẹp không? Đẹp không? Đỏ bên lên trường mà. Nha, rồi lên luôn dùng nguyên cái sang này hết rồi nha. Chị bảo là không lấy đỏ nữa, lấy màu hồng. Biết rồi mà, lấy mã số 2 thôi. Thôi bỏ gì bỏ sau đi vậy. Mai mà không ấy chị bỏ đỏ qua cho người khác. Nha, rồi lên luôn dùng mã này. Đỏ hồng ấy là Nguyên mang, Nguyên cũng đang tia. Đang tia màu gạch. Màu gạch có 1 con duy nhất nhá. Chị nào lấy mã số 2 lên mã số 2. Màu gạch. Chị nào lấy gạch lên gạch đúng con thôi. Số 2 nha. Chị nào lấy mã số 2 lên mã số 2, chị nào lấy màu gạch lên màu gạch luôn dùng Nguyên nhá. Lê cái gì mà lên được đó. Em đang lên cho em 135.000, 135 như vậy mà số con này đẹp lắm. Thâm. Con này đẹp lắm. Nha, rồi lên chung mã này là mã gạch, gạch nhá. Ring à. Ring từ từ gạch cho Hồng Na Bùi hết gạch. Hồng Na Bùi. Đấy đấy, không không không, cái này vô, cái này gạch đây Hồng Na Bùi. Cái nó mã số 2 mà. Rồi, còn mã cuối cùng. Màu cuối cùng. Màu cuối cùng. Lên mã này là mã cuối cùng. Mã này là mã cuối cùng luôn dùng Nguyên nhá. Hết. Xanh hết luôn. Xanh hết luôn, số 2 cho chị Nguyễn Hương. Nguyễn Hương. Lên mã này là mã cuối cùng màu nâu. Lên mã cuối cùng dùng Nguyên nhá, 135.000 vậy. Nha, chị em mình đi cái này cũng đi luôn, chị em mình giá bao rẻ luôn ấy. Này chị em mình tranh thủ. Chứ không lên cho chị em mình cả bộ 3D nè. Nhá, đi nhanh nói rạc rạc tại vì là lên bị trễ. Lên bị trễ. Lên mã cuối cùng. Chị nào lấy mã cuối cùng lên mã cuối cùng luôn dùng Nguyên đi. Trời xinh lắm chị em mình thôi. Mà nó thật sự càng lên chị em mình còn lọn mắt thôi. Thời này tầm khoảng 62 đổ về chứ. Hắn giãn nhiều lắm chứ chị em mình. Có mã số 2 giãn rồi vô tư thoải mái luôn, nó co giãn theo form bị lên mà. Nâu này đúng không? Nâu nào cái này đúng không? Lê thì lên. Nâu đúng không? Màu cuối cùng rồi đây, không hết sự lựa chọn rồi em ơi. Hết rồi nhưng mà màu này đẹp. Hồi nãy giờ chị em mình thấy Ngô Ly Nan. Ngô Thị Thùy Linh, à Lê Thị Thùy Linh. Càng lên chị em mình càng loạn mắt, Nguyên nói thật sự luôn ấy. Cho chị Nguyễn Nhân, thấy màu nào có cái màu nào nó xấu không? Không có cái màu nào xấu hết. Nguyễn Nhân, ok chị ơi, chị nào lấy nâu nữa lên nâu nhé. Hết gạch rồi chị Linh Hồng ơi, hết rồi. Màu này gọi là màu cuối cùng nhá. Chị nào lấy mã này lên mã nâu, nâu cho chị Thanh Thảo. Nâu cho chị Thanh Thảo rồi, ok chị nào lấy nâu sẽ lên chị em mình cả bộ 3D. Nâu cho chị Phi Phi Trần. Phi Phi Trần, Nguyễn Hà Linh lên cả địa chỉ trên like luôn dùng Nguyên nhé. Nguyễn Hà Linh, cái này mang đẹp. Chị em mình mang đi chơi, mít chăn váy mang đi chơi này. Đi làm vô tư luôn. Nào cho Trang Mâm. Em còn tia khách xả cái màu này. Cho Trang Trần. Đỏ hết rồi chị My Lê ơi, cũng còn con chứ mấy. Hồi nãy chị cái chốt rồi, hết rồi. Rồi nhắn còn được hai con này nữa là hết nè. Nên là chị em mình tranh thủ lên cái mã này với giá là 135.000. Xíu lên chị em mình cả bộ 3D nữa, cái bộ này em còn sót mấy bộ này. Lúc chưa chị nào chưa có, chị nào chưa xem like được thì tranh thủ ở cái mã này. Mã này còn sót mấy cái em bán tặng luôn chị em mình 29.000 luôn, chia sẻ nhé. Con này còn sót mấy cái. Thay áo đi Nguyên à. Nào đây là hết rồi nè. Thanh Thế Dương con với lại Diệu Hiền Nguyễn con đã lấy. Thanh Thế Dương với Diệu Hiền Nguyễn nha, con này còn mấy con tặng nốt luôn. Áo này là dòng áo nam nha chị em mình, nói chắc đẹp. Chắc đẹp nhưng mà Nguyên cũng còn lẻ tẻ thôi. Chốt cho chị nào chia sẻ hề. Hết rồi nha chị Nguyễn Lan ơi. Cái này Nguyên sẽ chốt lên cho chị nào chia sẻ nhé. Tặng cho chị em mình 29.000. Áo nam nha chị em mình nhé. Áo nam này. Cái này có hai con size 62 đổ về. Nào em hết rồi. Hết luôn con áo con đang mang để thay áo khác. Thì là chắc là sẽ thay đi thay áo khác. Đi thay áo khác giờ luôn ấy. Thôi nha.
Nói chung là cái này nó về đợt nào thì nguyên đóng đợt đó, chứ không có nhiều, không còn nhiều nào cũng trừ ra chưa tới 100 con để mà lai lẻ. Cho đợt sau nó hết rồi, sẽ về những cái họa tiết khác, cũng cái kiểu như thế này nhưng mà họa tiết khác. Lên mã tặng áo nam. Hello chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nào hết rồi. Áo nam nhá, size 62 đổ về 29.000 nha chị Thanh Tuyền, cái này là hết. Thanh Tuyền cái nữa là hết. Rồi ok, cái này size ai với ai? Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Thanh Tuyền 29.000. Có chị ơi, lên cả địa chỉ trên live luôn dùng nguyên nhé. Em đang bán tặng luôn chị em mình là 29.000. Đang cầm hết rồi Du ơi. Đang cầm hết rồi con nè, size 70kg. Lên mã này lên mã 3X tặng 29. 3X và tặng 29k nha chị ơi. Chị em mình lên sai chứ chị em mình lên trước là máy cá làm sao em biết nè, em chối. Size 2X. À quên, lộn. Size 3X nha, lên mã 3X. 3X là các anh nam nào đến 70kg vẫn mang ok luôn dùng nguyên nhé. Lên mã 3X. Ôi chị em mình lên hai cái không biết, cái này có sai mà. Cái gì ti. Này nó có sai mà. Lên mã xanh 1X. Xanh 1X tặng 29. Làm gì có, người ta chốt rồi. Cái này 1X là size 62. Size 62. Thấy 7X rồi nha. Lên mã xanh 1X là size 62 dùng nguyên nhé, tặng 29. Lên sai đi. Xanh 1X. Xây 62 đổ về. Chị nào lấy mã này lên xanh. Thấy 3X rồi ly, giờ thấy 3X rồi khỏi lần nha. Đây nè, 3X có màu bò sữa à. Bò sữa à. Từ từ để mình coi nè. 1X cho Thái Thị Hồng Văn. À không phải, ti ti trước. Đây cái này 1X bò nè. Đây nha, ti ti. Còn mang mã bò 1X nè. Bò 1X là xây 62 dùng nguyên cho chị em mình nữa. 1X thấy rồi nha. Lên mã bò 1X xây 62. Trời ơi, tặng cho chị em mình 29.000. Bò 1X nhá, 3X mua hết rồi. Xanh 1X mua hết, lên mã bò 1X. Bò trắng 1X tặng 29k. Trời ơi, chả hiểu vì sao mà con này tự dưng cái lên. Bò 1X cho ti ti. Bò 1X luôn dùng nguyên nhá, 29.000. 67 à, Hà Lê Dữ, 67 Lê Dữ bóc đại màu nhá. Chứ giờ mà để mà tôi coi nè, 1X cho ti ti, 1X cho Lục Tăng. 1X cho Lục Tăng. 1X Lục Tăng. 1X cho chị Đoàn Thị Cẩm Văn. Đoàn Thị Cẩm Văn, ok hết. Đoàn Thị Cẩm Văn nữa lấy tặng 29.000. Giá này là giá giật mình luôn. Không lấy bò làm gì còn. Không lấy bò thì làm gì có con gì. Không có bò. Không có bò không có sai. Không có bò không có sai. Rồi nhá, hai cái này 1X hết. Bò thêm hai cái à. Bốc đại nha chị ơi. Bốc đại nhá, hai cái hai màu. Bốc đại hai cái hai màu. Cho ti ti hai cái hai màu. Rồi nhá, lên luôn dùng mã nè. Nó hai con này, ba con này. Đi luôn 29.000 cho nó gọn kho thôi. 1X kìa. 1X rồi. Còn 2X thôi. Còn 2X thôi, size 65 68. Ba con này là size 2X, size 65 68 tôi bốc đại cho chị em mình thôi. Ba con này là size 65 68 nha, tôi bốc đại màu nào cũng được, lên mã 2X dùng nguyên là được. Nó thật sự 29.000 nó chả đi đâu hết. Nó rẻ là giả siêu rẻ luôn ấy. Nha chị nào lấy mã này lên cho mã 2X luôn dùng nguyên này. Thấy cho ti ti đi ba, cho ti ti con. Nha, lên mã 2X, 2X cho chị Đặng Nhã Ca con. Đặng Nhã Ca con, chị Trang Trần không chia sẻ, còn con nữa thôi. Nha, còn con nữa thôi. Nát con này, hai con này xây 1X nè. Hai con này xây 1X. 1X là tầm 62, cái này form này form nó bự lắm. Form này nó bự, 1X là xây 62. Còn hoa vàng. Hoa vàng cái nữa là hết. Nha, lên mã 1X, còn hai con cuối cùng tặng 29.000. Giá này chị em mình không săn thì tiếc nha. Nguyên nói thật sự giá này không săn thì hơi bị tiếc luôn. Có hai con thôi. Còn đúng hai con mà đi chị em mình dạ. 29.000. Ti ti Đặng Nhã Ca nữa là hết. Ti ti Đặng Nhã Ca nữa là hết nhé. Hết nha chị em mình ơi. Cho rồi sao cái cọc quần đằng sau nữa lên bán tặng luôn. Cái mã này hồi xưa chị nào chưa có. Đây là những mã cuối cùng. Kết thúc like cái xong bắt đầu chị em mình hỏi Nguyên ơi còn không. Nguyên ơi còn không. Còn cái mã này xong. Nguyên nói thật sự là còn vài bộ nữa là sạch sạch xanh mã này. Không về hàng nữa. Đây là đợt cuối cùng có cái mã bộ này nhé chị em mình ơi. Còn được hai bộ size 52 đổ về. Mã này đi luôn chị em mình 135, cái này có up lên trang cá nhân. Chị em mình nhìn nó phối màu rất là đẹp luôn nha, còn đúng hai bộ. Size 52 đổ về chị em mình cho ok, xíu lên cả bộ 3D với chị em mình nhé. Xíu sẽ lên chị em mình cả bộ 3D nha, đúng hai bộ thôi. 135.000 cái bộ này. Bộ mì này dài chịch luôn ý. Nặng chịch tay luôn ấy. 135.000 nhá, 1X hết rồi chị ơi. Size 52 đổ về nhá. Chốt lên luôn dụng mã này là mã phối cam, đang có hai cái size 1X đâu giờ còn lên 1X. Trời ơi. Lên bộ phối cam có hai bộ size S. Size S 135.000. Bộ này bao rẻ luôn cho chị em mình luôn nhá. Có chăn không, em không có chăn váy đâu. Lên mã này lên chung mã phối, size S, size 52 đổ về chị em cho ok. 135.000.
135.000 đang còn sót được hai bộ. Chị nào chưa có cái mã này tranh thủ lên với chị em mình ơi. Quên đây luôn cho nó giúp cái mã này đấy. Hết rồi. Nha chị nào lấy lên luôn dùng nguyên. Phối cam, phối cam. Phối cam cho không phải CS, CS. Phối cam thì Đặng Thị Diệu. Đặng Thị Diệu. Áo quân đang mang hết sạch sần xanh rồi, tối nay em không lên đồ bé nhé. Phối cam cho Thu So. Ờ phối cam cho Thu So. Hết phối cam lên mã phối vàng. Còn CS cho chị em mình ơi, size 52 đổ về. Bộ này đẹp lắm, có up lên trang cá nhân đi chị. Áo len á, áo len thì là áo len còn mỗi len khoác xíu non sale nhé, còn mỗi len khoác, còn len mà len rút là hết rồi. Len mã phối vàng, size từ từ kem à, có cái màu kem. Hồi nãy giờ mới thấy chị Sandy Hà comment đúng không, nãy giờ mới thấy chị luôn, hay là bị ảnh comment không thấy luôn. Len mã này mã phối vàng 135.000 phát ngay luôn chị em mình ơi. Đợt cuối cùng có mã này rồi, size 52 đổ về chị em mình này, toàn bộ là theo hết. 52 đổ về là chị em mình chốt đẹp nha. Chị nào lấy cái mã này lên luôn dùng nguyên. Hay nhiều chị đợt trước á, đợt trước nhận được bộ rồi. Em ơi cái này có về nha. Không nha. Thì đã lên rồi. Phú vàng. Đã lên rồi cho Phương Nga. Phương Nga. Áo đang mang hết rồi. Áo đang mang chờ đợt sau đi chị em mình, nó sẽ về một đợt nữa đây chị em mình mang Tết. Sẽ về một thêm một đợt nữa chị em mình cứ yên tâm, chị em mình cứ thư dạo đi, những cái mã này ở ngoài người ta đang bán bao nhiêu. Mình thấy có chỗ có shop mà gọi là hot girl nó bán vậy em mình 201 con không có. 185, 201. Đấy, chứ không phải là ít đâu. Nha, rồi lên cho mã này là mã phối vàng. Hồi nãy chị nào chưa có phối cam đây phối cam. Còn xe F xe 52 đổ về chị em chú. À phối vàng, còn phối vàng thôi hết phối cam. Còn phối vàng thôi, hết phối cam nhá. Xe F size cho những chị em mình 52 đổ về chị em chú ok nhá. Rồi, lên mã phối hồng. Phối hồng, hết rồi đấy. Hết rồi, tổng kết luôn cái mã này đấy. Nha, rồi lên mã phối vàng luôn dùng nguyên cho chị em mình. Áo quên lộn. Phối hồng. Đây phối hồng CL 57 đổ về, chị nào mà gọn cao gọn 60kg chị em vẫn mau ok nha. Đây còn bộ này xe to nữa thôi là hết, hết sạch cái mã này luôn nha. Comment mã này, bộ này là bộ mì theo nhé chị em mình nhé. Size này là 57 đổ về. Chưa chị Vũ Trăng ơi. Rồi nha, chốt lên luôn dùng nguyên, cái nào Nguyên up lên trang cá nhân thì chị em mình tranh thủ chốt trên like. Vì á, nhiều chị mà gọi qua mà Nguyên nghe máy được thì Nguyên chừa lại còn gọi mà nhắn tin, nhiều khi là up xong, hồi nãy là đi xong ở ngồi up lên à, 54kg hả chị ở CS không vừa, chị lấy cái màu hồng ra nè. Hồng cho chị Đặng Nhã Ca, hồng cho chị Đặng Nhã Ca, 135.000, CL. Còn á, nhiều chị gọi qua mà về chừa kịp thì chừa, còn không, nhiều chị dặn nhắn tin qua đâu có đọc hết đâu. Phối hồng CS cho chị à. Phối hồng có CS, phối hồng chỉ có CL, CS Nguyên còn màu vàng thôi nha, để ý luôn giùm em. Phối hồng sạch xanh xanh CS rồi, phối hồng chỉ có CL, phối hồng chỉ có mỗi CL nhá. Chị Trần Suka chốt cái gì ta, 65kg em hết rồi chị Khánh Ly ơi, cái này em hết size rồi, hết size to rồi. Nguyên còn mỗi CL, hồng cho chị Bích Văn, hồng cho chị Trần Suka, 135.000 con này nha chị em mình nhá. Nguyên nói ở đây là đợt hàng cuối cùng cái mã này. Phối vàng luôn cho chị Trang Nguyễn Mũ. Phối vàng cho Trang Nguyễn Mũ. CL cho chị Thúy Dương Võ. Không, không vừa đâu chị Nguyễn Ngọc á. Thúy Dương Võ chứ ba. CL ở đây nè, Thúy Dương Võ này, Nguyễn Hường này. Nguyễn Hường. 52 cái gì lấy phối vàng giùm em. Phương Lê giờ Thúy Dương Võ, Thúy Dương mất liền đi cho cô. L chị mặc vừa không? Phương Lê này, Phương Lê nào đó ta? Phương Lê bánh mì à? Phương Lê bánh mì ơi, lấy size S thôi. Không đi Phương Lê à hay ai? Không. Hồng thấy Dương Võ chưa? Thấy Dương Võ rồi. À, Nguyễn Hường. Trần Suka có rồi. Chị Phương chỉ lấy size S thôi. Là mang ok luôn. Đừng có lên size L, size L rộng lắm. Không lấy size L nhé, size L rộng lắm luôn. Ấy, chà. À cái này của khách sĩ rồi. Mai không bán bay luôn của khách sĩ rồi. Rồi nhá. Còn mấy cái mã bộ cao cấp này lên nó luôn chị luôn. Con mắm nè. Con mắm nè. Lên mã này là mã bộ cao cấp. Đây còn là những bộ cuối cùng. Đây nó luôn chị mình luôn. Bộ đợt này là mình sẽ không về bộ nữa. Những cái bộ u mì này là không có hàng. Chị em mình thấy từ đầu mùa tới giờ luôn. Từ đầu mùa tới giờ size này 55 đổ về. 55 đổ về, hàng này tắt của nó là 699.000. Không là L chứ không phải S. Vàng đi chị Phương. Yên tâm nghe em, đặt màu vàng này phối vàng lên rất là đẹp. Nè, còn có hai bộ cuối cùng không tắt thì hết chị ơi. Hết rồi. Đẹp lắm luôn ý. Nè.
Không phải là vàng, cả bộ đồ nó mix, nó phối màu lên rất là đẹp này chị em mình. Này, không phải vì là vàng hết cả. Size còn đúng hai màu, hai bộ thôi. Hai bộ màu vàng nữa là hết sạch xanh rồi đó, chị lấy chị chốt luôn đi. 135.000đ. Tranh thủ mà phát đi nha, hết rồi đó. Nhá, vàng. Đây màu vàng đây chị nè. Còn có đúng hai bộ cuối cùng. Nha chị nào lấy mã vàng S lên vàng S 52 đổ về chị em cho ok. Chị Phương chỉ mang size S thôi. Nhá, 135.000đ. Còn hai bộ cuối cùng chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên nhá. Lên mã bộ cao cấp màu đỏ đô này. Bộ này là hàng rất là hàng khách sạn chứ mình cũng hết rồi nè. Hàng khách sạn chứ mình cũng hết rồi. Vàng. Nha, rồi lên luôn nè. Đang thi chị luôn. Áo Nguyên đang mang lên rồi. Vàng luôn cho chị Phương lên nữa là hết. Ok nhá. Lên mã này là mã cao cấp. Bộ này cao cấp hàng 699.000đ. Áo đang mang là 135.000đ nhưng mà tạm thời là hết rồi. Tạm thời là hết nhá. Bộ cao cấp size L. Bộ lụa em lên giờ luôn, từ từ cứ yên tâm. 135. Mã này đây chị em mình là 189.000đ, đúng cả. Mà Phương lên mình. Còn màu đỏ đô này còn đúng một bộ này. Nhận cái bộ đồ này nặng trực tay luôn ấy, sướng luôn. Nha, sao chị em mình 55 đổ về. Cao cấp XL hả chị? XL em còn màu vàng. Cái này là size L, màu đỏ đô này là size L rồi. Size L 55 đổ về nhá. Được chưa, chị nào lấy cái mã này lên mã đỏ đô 189, hàng 699.000đ. Nha, không phải hàng rẻ tiền đâu. Bộ vàng hết rồi chị Dung Dương Thiệp Phương thôi. Nha, lên mã cao cấp đỏ đô chị Đoàn Thị Cẩm Vân. Cầm cái bộ đồ nó sướng tay lắm chị em mà nói. Nói chung là cầm bộ đồ nó đã tay luôn. Mà size XL em còn hai bộ màu này là size 60 đổ về nhá. Chị nào lấy mã cao cấp vàng. Quần riêng nữ thì có chứ. Đỏ đô anh hết rồi chị Hà Lê ơi. Nè, chị em mình cầm nhìn cầm cái bộ đồ 189.000đ. Cầm cái bộ đồ này. Lấy bộ XL chị Thúy Phan nhé, đẹp lắm luôn. Có bộ này 189 này. Cầm cái bộ đồ này nó sướng tay lắm luôn. Lời cho hỏng à. Đây đây XL đây nè, XL đây, XL đây. Đây. XL đây nè, còn một bộ XL nữa là hết size 60 đổ về. Nha, 189. Không, 60. À đây 60 size XL. 60 đổ về. Đỏ đôi em hết rồi chị Sunny Hà ơi. Lên mã này là mã hồng size XL size dưới 60 chị em mình chốt đẹp. 189.000đ nha. Hàng của nó là 699.000đ. Đấy, chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhé. Đây là những bộ cuối cùng rồi. Sao bà xã lên cái không có sai ở còn sót còn cái. 50kg lấy size L. 50kg lấy size L nhé. 50kg lấy size L. Đây còn một cái xanh cô ba. Nó chỉ có hai size 55 đổ về chị em mình lấy size L. 60 đổ về chị em mình lấy size XL nha. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên. Cầm cái bộ đồ nó đã tay lắm luôn. Dòng này dòng cao cấp nhé chị em mình ơi. Dòng cao cấp nhá, bèo thôi. Bèo người ta có sale thì sao không sale chị em mình làm rơi vào 250.000đ nhá. À qua ngày mai hay ngày mốt sẽ có về những cái họa tiết này. À, lấy size XL chị. Họa tiết như thế này nhưng mà chắc của nó chắc có tông tàu chéo nữa. Nó rẻ hơn này xíu. Có tông tàu chéo nữa. Có tông tàu chéo thì mang sướng quá nè. Trời này mang có tông tàu xéo chéo quá sướng luôn. Xanh nè. Xanh này size L size 55 đổ về nhá. Chị nào lấy mã xanh. Xanh size L 189. Hàng xịn nha chị em mình ơi. Xanh size L 189. Hồng luôn. Hồng này hai bộ size XL size chị em mình lấy 60kg. Mang ok. Hồng này có hai bộ nhá. Size XL. Nha chị nào. Hồng. 65 không có. 65 không vừa. Đỏ hết rồi. L chỉ còn cái màu xanh. Nhá. Bộ nam hiện tại em không nha chị ơi. Bộ nam hiện tại chỉ có hàng hè thôi. Hàng cọc thôi chứ không có bộ dài. À bộ dài 2.000 nữa có. Bộ hà dài thêm về đợt cuối. Rồi nhá. Hai bộ cuối cùng. Của cái màu này. Chị em mình nhìn nó phối màu này. Đẹp chưa? Dòng cao cấp. Xanh cho trang trần. Xanh cho trang trần. Rồi hồng là size XL. Từ từ gửi đơn quần bo giúp em với. Từ từ chờ em xíu. Xanh coban hết rồi chị Ngọc Thanh ơi. Xanh coban không có XL. Hết XL rồi. Hồng thôi. Chị nào lấy hồng lên hồng dùng nguyên nhé. Hai bộ này size XL. 189 cái này về đúng một đợt hàng duy nhất. Sẽ không có được những đợt hàng sau. Nha chị nào lấy cái mã này lên luôn dùng nguyên cái màu này xe gì. Xanh này xe gì. Xe L rồi. Xanh này xe L. Hồng xe XL thì Thị Xuân Đặng. Hồng XL cho Thu Thảo. Xanh coban này là xe xe L rồi. Xe L xe L xe L hết rồi đúng không. Rồi sạch luôn cái mã này rồi đó chị em mình ơi. Đây là những bộ cuối cùng rồi. Đây còn từng này bộ nó là hết. Hồng em hết luôn rồi. Xanh còn size L thôi. Xanh này còn hai bộ size L. Hết hồng XL rồi đó. Xanh này còn hai bộ size L nhé. Tưởng thấy Phương Lê bữa giờ thấy đi đâu thấy vắng bóng luôn. Size L nha. Hồng L cho xanh đi hà. Hồng L làm gì còn. Hồng L hồng đậm chứ làm gì còn. Nó hết rồi. Còn cái bộ 135. Còn bộ 135 thôi. Size L em còn màu hồng. Hồng XL.
màu hồng này nhé, màu hồng đậm hơn xíu, có một bộ size L, xanh L đâu anh, xanh size L, xanh size L rồi, hồng này một bộ size L. Thấy rồi Hành Võ ơi, đây nó của sĩ rồi đúng không? Thấy rồi đó chị em, tổng kết cái mã này luôn rồi đấy. Thấy áo mặc rồi Hành Võ nha, tổng kết cái mã này luôn. Đây chị em mình, hồng đậm size L và hồng đậm size XL. Nè chị em mình nhìn cái cầm cái con quần, chắc nó xịn sò lắm luôn ý. Khách nhà Nguyên ngày hôm nay nhận được cái bộ này khen quá chừng luôn. Trời ơi, trời, nó nói thật sự năm nay chị em mình mua nó chỉ nên mua những cái bộ mặt nhà này thôi. Chứ biết đi đâu, đi ra đi vô rồi đi ngủ. À, đến Tết là đi ngủ cũng phải đẹp nhá. XL cho chị Phan Thị Vi này. XL Phan Thị Vi này. Tết là đi ngủ cũng phải đẹp, mua những cái bộ đẹp như thế này mang đi ngủ luôn nha. Nhận hàng nhà Nguyên đẹp mà rẻ, ok lắm, cảm ơn Nguyễn Hương nhé. Thì Dương Võ, Thì Dương Võ, Thì Dương Võ. Nguyễn Hương ở đâu cũng ở mình hay đang nghe? Hương Nguyễn Bé. À, Hương Nguyễn Bé ở đâu? Ở mình luôn, phải không? Huyền Anh này, nghe chị ấy, chị chốt đơn ở đâu mà Di Thu? Di Thu, Huyền Anh này, Huyền Anh này. Rồi ok, có hai bộ, hồng đậm hết nhá. Hồng đậm hết này. Hồng lợt hết rồi, hồng đậm cũng hết luôn. Còn hai bộ xanh cô ban cuối cùng hết. Hết sạch, hồng đậm nguyên hết luôn rồi. Tổng kết luôn cái mã này, hết luôn rồi chị em mình ơi. Cái này em đi luôn 189.000. Rồi chắc miên ma. Thôi nhá, hết rồi, còn có hai bộ cuối cùng. Rồi nhá, qua mã Nguyên sẽ lên luôn cho em mình bộ lụa 3D. Không dám like gì em mình, không dám lên cái mã đó luôn ấy. Gần như là hồng đậm hết rồi. Gần như là, gần như là hết rồi. Xanh nha. Bộ phối à, con mắm hồi nãy giờ được cái chi không sao? Con mắm giờ nãy giờ được cái chi không? Bộ phối à, con mắm. Hồng đậm hết rồi nha. Hồng đậm hết rồi. À, tặng Suka là cái gì dùng đây? 9 nha. Anh tiếc cái này tặng luôn vậy mình luôn, đang còn sót mấy con. S à. SML. Sao thấy SML còn SML thôi. SML thôi. Tặng cho chị em mình con nè. Đấy xong hồi mua áo thun mít vôi nhá. Riêng nhà Nguyên thì áo thun bao nhiêu luôn. Đừng đi đâu xa mua áo thun mà nó đắt. Sâu lắm à, sâu 2, sâu 10, sâu 2 đổ về thôi. Tặng này SML 3 size. Xe 57, 55, 57 đổ về thôi. Không có xe to nhá, tặng cho chị em mình con này luôn. Em ở Đà Nẵng nhá. Ở Đà Nẵng, cái này bán tặng cho chị em mình bao nhiêu tiền? Tặng đó cho chị em mình con này 39.000 luôn. Chốt cho chị nào chia sẻ. Đẹp lắm chị em mình ơi. Con này rất là đẹp luôn nha. 39.000 size S, size M, size L cho chị em mình 57 đổ về là chị em mình chốt ok cái mã này nha. Comment lên chung mã này là mã caro 39.000, nó nhỏ nhỏ 39.000 thôi nhá, lên cho nó gọn kho đấy nha. Rồi lên chung này chị ơi, kèm size, kèm size, kèm size, chốt cho ai chia sẻ thôi, chốt cho ai chia sẻ thôi. Cho TT nè, TT nè, 39.000, 39.000. Hai không có đủ, chị chốt còn size to không có đủ để chia cho khách chứ không có đủ, chị chốt size to. Size L cho anh. Size L này. Size L cho Phi Phi Trần, Phi Phi Trần. Size M cho Nguyễn Thị Thanh nhà. Nguyễn Thị Thanh. Nguyễn không phải, Nguyễn Thị, Nguyễn Thanh Thu à. À M cho Nguyễn Thị Thanh nhà. M cho Nguyễn Thị Thanh nhà kìa. L hết rồi chị ơi. Hết L nhá. Hết size L nhá. Cái này còn lẻ tẻ thôi, bán tặng 39.000 mà. Nguyên còn lẻ tẻ sai thôi, không có đài sai nha chị em mình ơi. Nha, rồi ok. Em bỏ chị một cái CM, một cái CL. Nha, một cái CM, một cái CL rồi. CM cho chị cát bụi này. M cho cát bụi này. Cát bụi có đơn dài. Cát bụi có số điện thoại, lên trả thông tin trên live dùm Nguyên nhé. Ấy chị Trang Lê Kính này. Trang Lê Kính này, chốt cho chị nào chia sẻ hề. Em bỏ chị một, một S và một M nhá. Một S và một M. Chứ em còn S không à. Còn chủ yếu là S không ạ, à, chị lấy toàn size to không, không chả biết là like như thế nào luôn nhá. Rồi ok, chị nào lấy cái mã này cho chị Tâm An size M. Tâm An size M. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Tâm An size M. Kim Thuyền, Kim Thuyền size S. Kim Thuyền size S. Thấy chị Tâm An, Kim Thuyền size S. Ruby Nguyễn size S. Từ từ. Có size dự. Không có size dự. Trần Suka không chia sẻ, áo đang máy rồi. Ngô Lina không chia sẻ. 52 size M cho chị Hà Nguyên. Hết rồi. Hết size M rồi. Hết size M. Đâu em bỏ, đâu bỏ chị size S. Em chỉ bỏ size M với size L thôi cho chị Thanh Tiền. Thanh Tiền, Thanh Tiền. Cái này còn size S thôi. Em không bỏ size S cho chị. Cái này đang Hà Nguyên có
Không, cái gì Như Sương, Như Sương, Nguyễn Thanh Thu có rồi đúng không? À, đang mang hết rồi. Còn Nguyễn Thanh Thu chưa? Nguyễn Thanh Thu nữa là hết. Nguyễn Thanh Thu nữa là hết. Tặng 39.000. Tặng 39.000, giá này bao rẻ luôn, còn còn. Khi mà đã sale rồi là bắt chấp nha. Không cần biết là nhập bao nhiêu tiền. Còn cái gì sale cái nấy. Lên mã caro xanh. Caro xanh dùng nguyên nhé. Caro xanh kèm size. Quần đùi. Chắc đẹp lắm. Lên mã xanh luôn dùng kèm size. Ấy thì vậy mình 50. 50 52, 50 chứ. 50 thôi. 50 cho nó gọn. 52 là size M, size L tầm 55 57. Nhá ba size. Áo đang quan tâm hết. Lên luôn dùng mã caro xanh. Trời ơi 39.000. 39.000. ML cho chị TT, ML cho TT. Em cái này em chỉ bán cho chị nào chia sẻ thôi vì cái này thực sự là giá bán tặng vậy em mà nói. Cái con quần này làm sao Nguyên nhập ra cái giá hàng 3 mà chị em mà lại tiếc một lượt chia sẻ. Sẽ cho Trần Đức mà 39.000 mà chị em mình tiếc với Nguyên lượt chia sẻ. Trần Đức. Rẻ quá chừng luôn ấy. Size M cho chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn người ta. M cho chị Hà Nguyên. Hà Nguyên. Sẽ cho Mỹ Thục Nguyễn. Chia sẻ cho Nguyên nha. S cho Mỹ Thục Nguyễn. Cái này giá bán tặng thôi. Rồi ok chị nào lên. Cho chị Bích Văn CL. Bích Văn CL. Nguyễn Ngọc CL. Bích Văn với Nguyễn Ngọc là CL. Nguyễn Ngọc CL. Chị Lành không vừa đâu. Cái này chị Lành không vừa đâu. Tầm 55 cao gọn 57 thôi. Nha Nguyễn Ngọc chưa. Cho chị Nguyễn Ngọc Ánh luôn này. Nguyễn Ngọc Ánh CL. 55, 55 cho chị Hướng Dương. 55 cho chị Hiến, Hướng Dương. Hướng Dương kìa ba. CM cho chị Mụi Mụi. Ha, ở lộn lộn, hồi nãy nói bao nhiêu tiền? 39.000, Mụi Mụi. Áo Nguyên đang mang hết rồi. Mụi Mụi xe S, bảo đổ xe S. Đây này, đổ. Xe S, rồi ok Mụi Mụi nè. Rồi ok nhé, chị nào chưa có, lên luôn dùng Nguyên nhé. Lên luôn dùng Nguyên, chị Trăm Phan không chia sẻ. Chị Thu Nguyễn Xây Lờ. Thu Nguyễn Xây Lờ. Thu Nguyễn Xây Lờ nè ba. Thu Nguyễn Xây Lờ nè. Mùi Mùi xe S rồi. Thương Tini xe S luôn. Thương Tini xe S luôn. 39.000. Mùi Mùi có rồi chị ơi. Mùi Mùi có rồi. Cho chị Nhung Huỳnh Thị Xây Lờ. Giá này giá bán tặng thôi. Nhung Huỳnh Thị Xây Lờ ok. Nhung Huỳnh Thị Xây Lờ nè. Rồi ok. Chị Trâm Phan không chia sẻ giùm em. Cái này em bán tặng thôi. Còn SM thôi. Còn mỗi và size F và size M thôi, không có size gì khác hết chị ơi mà nó. Đi có 55 kg à. Thầy Lan không giống chút. Ngô Ly Na cái này không chia sẻ, mọi người có rồi. Tên Hồng chia sẻ. Mã này bỏ qua nhé. Được bỏ qua nha chị ơi. Còn SM thôi. SM. Em cứ nhớ trong đầu là chị 60 kg. Nên là cái mã này không vừa. Đấy, Thầy Lan. Thầy Lan sợ mất công là không vừa xong cái bỏ ra thì mày. Chị Mùi Mùi có rồi, chị Linh Hồng chia sẻ. Rồi ok, lên nhá, qua mã nhá, chuyển mã nha chị em mình ơi. Trời 39.000. Còn cả bộ ngố thái đẹp nữa. Lên chị em mình bộ 3D. Bộ 3D chị em mình nhanh tay này. Bộ 3D nhá, không chờ biết sao đó. Này up lên trang cá nhân rồi. Xanh xây mờ cho Sandy Hà. Sandy Hà. Bộ 3D, bộ này đang rất là hot. Bộ lụa mango 3D nhá. Tay chị em mình 60 đổ về cái này có bên trang cá nhân đẹp lắm luôn. Xịn sòn sang. Xịn sòn sang chị em mình thấy hàng thường không mà dài tay này người ta đã chạy là. Không tới đâu không lại được vậy. Chị em mình thấy hàng thường thôi, hàng mà ôi cái này bị dơ xíu rồi. Cái này bị dơ rồi bỏ đi luôn. Người ta gọi là in hình bình thường thôi, người ta đã đi chị em mình là 165.000. 165.000. Còn in hình bình thường là cũng đi luôn chị em mình 129.000. Còn cái này là hàng 3D. Xuống ký đi, mua hàng cho nó rẻ. Không, áo em đang mang chả còn con nào hết. Nguyên cũng chưa được con nào hết. Đang tia con này mang luôn ý. À mà hết rồi. Chờ đợt sau đi, sẽ có một đợt nữa về để chị em mình mang Tết. Tại vì đóng sỉ hết nè. Trời, nhìn xịn sò. Nhìn đẳng cấp không, nhìn sang này. Đây luôn chị em mình là 145.000. Bộ 3D nhá, 145.000. Mỗi mẫu nó còn vài cái thôi nên là chị em mình tranh thủ. Sao lại không được?
bấm chia sẻ công khai lên. Xoay 60 độ về chị em mình lên luôn dưỡng mã này, mã gấu. Mã gấu 145 nha chị em mình ơi. Cái này khách nhà Nguyễn Chốt gần như là hết rồi, chưa like. Này chưa like. Ok chị Nguyễn Ngọc này, chị Sandy Hà này, đẹp lắm luôn. Nguyễn Ngọc bộ này. Sandy Hà em chốt luôn kênh like nha, vì số lượng còn có từng này thôi. Không có nhiều nhá. Được chưa? Nên là những chị nào mà đã chốt đơn rồi là có rồi. Nhiều. Còn chị nào gọi không nghe máy bỏ qua. 145.000. Chị Sandy Hà luôn nha, lên luôn dùng mã gấu. 145.000 cho Lê Dự, nhìn tiện sò này. Lê Dự à. Đây nè. Sandy Hà 2 bộ. Sandy Hà. 2 bộ, Lê Dự 1 bộ. Nha, chị nào lấy mã này lên mã gấu 145.000. Chị ơi, chị Linh Hồng chia sẻ. Từ từ. Em đang like đây, còn lên lại cái gì chị ơi? Đang like đây. Gấu gì chị Bảo Yến, lên thông tin cho em nhé. Toàn bộ khách có đơn chịu khó lên thông tin chị Bảo Yến, lên cả địa chỉ trên like lại dùng nguyên nhé. Rồi ok, còn 3 con gấu, áo con đang mang đang hết nhá. Rồi ok. Ok. Về thì là tại cái này gấu cho chị Yến Nhi, Yến Nhi có chưa đây? Yến Nhi con. Rồi ok, còn 2 con gấu. Giá 145. Khác. Bộ 129k là người ta in thường. In thường những họa tiết thường, chị em mình thấy bộ này lên sang hẳn chứ. Nó khác chứ làm sao giống được. Chị em mình thấy trên từng nó xoay 60 độ về nhá. Ok, 2 bộ rồi. Ok chị Bảo Yến. Còn một bộ gáo chị Kim Thanh, còn một bộ gáo nữa là hết. Hai còn bộ một... Thì chị Kim Thanh một bộ thì còn một bộ nữa là hết. Thế là vừa sẵn ra 2 bộ. Hai bộ thì còn một bộ gáo nữa là hết. Rồi nhá, lên hả? Đẹp lắm chị em mà nó. Ngựa nhá. Ok, duyên nữa là hết. 60 độ về. 60 độ về. Caro xanh áo đáo. Caro xanh màu áo ngửi hết rồi. Yếu mọn yếu. Nhìn nó sang chảnh liền luôn á chị em mình ơi. Mang cái bộ này ở nhà cho nó sang chảnh, Tết mang đi ra đi vô nhá. Đấy, nó là Tết thì chỉ có mang những cái bộ này thôi. Lên luôn những mã này là mã ngựa xanh. Mỗi thứ có từng này bộ nữa thôi. Chị nào mà không nghe máy là bỏ qua rồi không gọi lại nhá. Riêng cái này. Nha, rồi lên luôn chỗ này. Từ từ. Lên riêng nữ đi gái ơi, từ từ nhá chị ơi, em lên hết. Nha, 68 tuổi không có chị ơi. 68 tuổi hả? 68 tuổi lấy hàng cọc tay thì được, chứ hàng dài tay này không có. Nha, lên mã xanh. Đẹp chưa? Nhìn xịn sò thì. Này là có một dòng, cái này nó không in hình đằng sau nên rất là dễ mang. Một dòng in hình đằng sau nữa thì nó trẻ trung quá. Nha, cái này rất là dễ mang. Lên mã 3D xanh nhá. 3D xanh cho chị Trần Đức một bộ, có từng này bộ thôi. 160 lộn. 145.000. Chị em mình cứ đi dạo khắp 3D này chả ai bán cho chị em mình mà. Dạng tay dài. Tay dài quần dài 145.000 nhá. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Lên mã ngựa xanh cho chị Trần Đức một bộ 145.000 phát ngay và luôn. Thật sự luôn quá đẹp như vậy mà 145.000 nha. Chị nào lấy mã xanh. Xanh này quá cưng, mỗi thứ nó có ít thôi. Gõ xuống cái mã nào còn thì cọt lại cho nó gọn nhé. Chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên nhé. 145 nha. 145. Chị nào lấy ngựa xanh lên ngựa xanh 145. Đây là đây này. Rồi ok, lên luôn dùng mã này. Cái này còn có bộ thôi nha. Từ từ. 65 cái không vừa chị ơi. Em chốt lấy 60 thôi. Chị chốt lấy 60, 145.000. Chị không cần gọi đâu nghe. Em chừa cho chị Việt rồi nhé. Chừa chị Việt rồi nhé. Đẹp lắm chị ơi. Lên mã tim dùng nguyên đi. Tim đỏ. Tim đỏ 145.000. Nhìn cái bộ đồ nó mang lên cái bộ đồ này. Nhìn nó sang hẳn lên luôn. Nè, lên chung mã này là mã mèo đỏ. Mèo đỏ này còn có ăn đúng bộ thôi. 145 nè. Chị em mình nhìn mít màu này. Xanh nâu. Cái nào cũng đẹp cũng rẻ cũng chốt. Mà chốt mà hết tiền thì phải làm sao. Lại bán nợ. Bộ nên có bộ thôi. Lên chung mã này là mã mèo. Mèo nhá. Trời ơi, vô nhà Nguyên mà còn than nữa thì đi chỗ khác thì làm sao. Chị Trần Đức nè. Trần Đức bộ nè. Ok, Trần Đức nè, hết mèo nè. Rồi còn 2 bộ mèo vàng nhá. Mèo đỏ hết nhá. Lên mã mèo vàng luôn dùng 145.000. Mèo vàng. Còn không chị ạ, hết rồi chị ơi. Hết tiền bán chịu ok luôn. Cơ bản là chị em mình có muốn chịu hay là không thôi. Nè. Đẹp không? Đến lúc có tiền lại không có những cái bộ đẹp như thế này.
Đấy, biết lúc nào có tiền và lúc nào hết tiền. Em lên luôn dụng ngoại này. Đó mình qua đây hướng dương rồi. À. Tết gì cả. Lên luôn vậy mà nhìn con vườn này, đẹp chưa? Mèo về sang đi hà. Có hai bộ mèo thôi. Còn hai bộ mèo này nữa tôi 145.000 không phát tiếc. Em nói thật sự luôn mà được cái này này. Những cái bộ này nó nhẹ nó mát, bộ lụa mango á. Chị em mình mang mùa nắng vẫn ok. Không đợi gì tới mùa lạnh mới mang. Cái này mùa nắng chị em mình vẫn mang ok. Mang cái bộ đồ này vô sang chuẩn luôn. Nha chị nào lấy mặt. Này còn lấy tải hả ta? Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Em ở đường Hoàng Văn Thái, mèo vàng Sandy Hà có rồi. Sandy Hà có rồi, tiếp lên luôn dùng nguyên nhá. Comment lên luôn nè. Tao lấy trẻ mình bộ bộ Thái luôn nhá. Đó mèo vàng cho Kim Ánh. Kim Ánh. Có luôn. Có một cái mèo vàng thôi Sandy Hà ơi. Quần caro à, quần caro chắc còn đấy, từ từ để em coi thử. Quần caro là cái mã đầu lai. Quần caro cái mã ngựa nó cũng là caro kìa. Mã ngựa cũng là mã caro. Lên mã này. Từ từ, nguyên lai bán luôn không mua luôn. Gì ta? Nguyên lai bán luôn không mua luôn. Đợi coi lai, bán cái gì? Bán cái rì. Rồi nha, lên mã quần hồng, xinh không? Quần hồng nhá. Đơn giản, nhẹ nhàng, đẹp, 145.000 nha, bằng người ta bán hàng sồn sồn mới dẻo mà thôi. Hay nhiều chỗ người ta bán giáp, à quên, những con hàng thường thì người ta đi 165.000 mà người ta vẫn bán được hai thiệt sự luôn ấy. Lên luôn dùng mã này, mã quần hồng nhá. Chốt mã quần hồng luôn dùng nguyên giá 145. Ai lấy mã quần hồng, lên mã quần hồng đi tìm mã nào có caro nữa ai chốt nha. Quần hồng 145, có từng này bộ thôi, phát đi dẻo mà thôi. 145 quần hồng. Quần riêng á, riêng lên lai ra đó. Mà view ít thì làm biến lên riêng, để tự chọn lên riêng nha. Bộ này có 1 con duy nhất, lên mã số 1. Còn một bộ duy nhất, chốt lên mã này là mã số 1. Dùng nguyên nha chị em mình ơi. Xinh chưa? Nha, ba cute luôn. Có luôn. Có luôn, đã tới Tết đâu mà. Đã tới Tết đâu, lên mã số 1 luôn. Dùng nguyên đi chị em mình ơi. Lên mã số 1 nha, đây, quần riêng. Thích quần riêng lại lên quần riêng. Bộ hồng cho mua thắm. Thích quần riêng lại lên quần riêng SM. Tính tiền trước. Tính trừ tiền trước xong bỏ ngòn trước nha chị ơi. Không vô nhà giùm em nha. Đợt này quần hồng hết rồi. À quần hồng đó. Quần hồng cho chị Ngọc Lan Trần. Thôi đợt này dịch giả nên thôi kỹ kỹ xí em. Chứ không mà lỡ cỡ bữa nào mà đi ấy cái thôi nghĩ luôn tới Tết luôn. Nên là thôi chị nào ví dụ như ở gần quá thì chị em mình bảo nhà Nguyên tính tiền trước. Xong là chị ghé vô chị lấy quần hồng cho chị Phương Thảo luôn ba kìa. Xong cái chị chờ ăn trước bên nhà em bỏ đồ ra thôi. Chứ xong lấy thôi nha. Chứ đừng vô nhà nhiều chị á. Đợt này nhiều chị bảo là vô nhà để lựa đồ. Không lựa được mà thật sự để vô nhà Nguyên lựa đồ rất là khó. Nhà Nguyên cứ chắc chồng. Mua nhiều có đi lịch Tết à. Lịch Tết á, đi năm không có. Lịch Tết để in hình Nguyên lên này. In hình Nguyên lên rồi tặng. Rồi nha. Cái này size SM. Còn SM, cái mã này cũng còn mỗi SM. À không, quần xung em đang hết. Size M cái gì á chị Phương Thảo ơi. Ok. Thì em để em trước tới lấy thôi. Trời ơi. Nó thật sự con này rất là mềm luôn. Từ cái màu nè, cực kỳ mềm luôn. Và hàng giảng nhiều, toàn bộ là lưng cao. Dễ mà những con quần kéo dễ mình xem. Xứng chưa? Bây giờ mà thời điểm này chị em mình đi vô shop là 200 là giá bèo. Bộ hồng không có sai. CM 52 vô tư luôn. 52 vô tư luôn. Em đi luôn chị em mình là 135.000. CM đến 55kg. Mang ok con này luôn nha. Đây này chị em mình chỉ còn S và M thôi. 52 đổ về chị em mình lấy xe S ok luôn. CM là 55kg chị em mình chút đẹp nha. 135.000. Ok nhá. Báo trước đi bên em chốt. 52 đổ về chị em mình lấy xe S. Không còn đủ ri chị ơi. Không còn đủ ri nha. Một S một M đi. Còn mỗi SM thì chứ mấy. Một SM cho TT. M cho chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cái này không có L. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 135 nhá. Cái này cho TT đi. Rồi S nữa cho Mỹ Thục Nguyễn nữa là hết. Trời ơi. Người ta hết rồi. Hết S rồi. Hết S rồi. 135.000 nha chị em mình ơi. Ok. Thôi lấy sau. Hết hết. Cái này đóng á, nó không đóng thì cũng được. Khách bảo dặn trước hết, khách dặn.
Thì đợt này rinh đẹp lắm chị em mình ạ. Về đắt hơn đợt trước là 11.000. Và chắc nó đẹp hơn nhiều. Áo này đang mang hết rồi. Nhưng mà chị em mình mua giá này gần hơn, chị em mình mua được mua giá sỉ luôn ấy. Cái này chỉ còn S. Cái này đủ, cái này ba mã khác nhau rồi chứ sao đâu. Cái này còn một cái size M, một cái size L. Một cái size M, một cái size L. Em lên từng mã chị em mình chút. Chị ơi không, cái này còn ít nè. Ui trời ơi. Lên mã này là mã số 2 đi. Có một con size S, một con size M. 135.000. Hai chị em mình đi vô shop làm sao mà đi dạo quanh mỏi chân mỏi giò mà không được con này giá này đâu. Thật sự luôn á. Nha, có một con size S, một con size quên, một con size M, một con size L lên mã số 2. Nó mềm lắm. L cho Nhi Nhi. L chị em mình gần đến 60 kg. L cho Nhi Nhi nè. L cho Nhi Nhi này. Mã số 2. M cho chị Điệp Trương. Lửng hả chị? Lửng lửng có chứ. Điệp Trương. Số 2 không có size S. Cái này có một con size S lên mã 1S. 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 1S nhé. Một này có một cái thôi, CS, sao chị em mình 52 đổ về. Nó mềm lắm, thật sự luôn chị em mình những con quần đi này. Không phải hàng sổn sổn cứng cứng bằng bánh chị em mình nhớ nè. Còn chứ, này lên mã 1S này. 1S có con, 135 nha chị em mình ơi. 1S có một con, 135 nguyên sở lên đang xem các mã đồ chị em mình. Cái gì chị em mua được hết. 1S cho chị Anh Hồng Trần. 1S cho anh Hồng Trần nhé. Ok chị Anh Hồng Trần. 135.000 một em chị em mình ơi. Chưa, chị thấy trên đặng chưa? Chưa có, chưa có to. Đen này chỉ còn S với M thôi. Đen này còn S với M. Chị Phạm Tiên ơi, chị lấy size S là ok. 55, 54 cái chị lấy size M đi chị cá. Lên mã đen, con này nó cũng mềm hết ấy. Lên cái này nó xước nhẹ thôi, chị em mình nhìn cái độ giãn chị em mình thấy quần. Đây, em kéo chị em mình xem, không phải ăn thôi nhá. Từ từ, có màu xanh đen, mới vừa lên xanh đen xong. Phông dài, phông dài. Lên mã này là mã đen, đen này nó xước nhẹ thôi. Chỉ xước nhẹ thôi. Lên mã đen luôn dùng kèm size. Chỉ còn S và M. 55 cái độ về là chị em mình chú ok. Mã này hết CL nhá. Lên mã đen, S và M. Chắc đẹp, mềm. Chị em mình những con ring là chị em đủ biết nhá. Đen M là chị Huỳnh Phương. Đen M Huỳnh Phương nhá. 135 nhá. Tranh thủ mà phát đi chị em mình ơi. Chị em mình đi dạo quanh khắp ý. Không có cái dòng này với giá hàng một đâu. Không có một cái này không, đang không còn CL. Ôi chị Kim Thanh này, chị Kim Thanh đang giao đơn không được này, em đang tính xã này. Phong bò, có S. Đang có đơn hòn này, S này. S cho Hà Trần Xanh. Cẩm Nguyễn Thị trước mà. Ủa đâu thấy? Đây nhá, Vi Ngọc. Không phải, một S không phải. Thế đang S cho Mỹ Thục Nguyễn nè. Mỹ Thục Nguyễn này, Hà Trần Xanh này. Hà Trần Xanh này. Đang mờ cho Quỳnh Như Trần này. Đang mờ cho Quỳnh Như Trần này ba. Đang mở cho Nga Nguyên. 135 nhá, Nga Nguyên. Đây đang size S này cho chị Cẩm Nguyễn Thị mà lấy. Chị ơi, chị Thanh ơi. Đây có đơn hoàn rồi chị này. Gọi chị mãi đâu có được đâu. Đúng không? Không hai đồ Hồ Đắc Di phải không? Em đang tính xả rồi đây. Hoàn rồi đây. Chết lại thử chị nghe. Chết lại thử chị Kim Thanh nha. Thoang rồi đó. Cái này cái gì đây? Size S đó cả. Ai đó? Size S à? S à? Cẩm Nguyễn Thị. Size S được chứ chị ngôi nhà nhỏ. Màu vàng phía sau em còn màu xanh đậm. Cái này lót lưới nha chị Hề. Lót lưới nha. Chị mua hàng hỏi đơn gì á, em thì em chịu luôn. Còn có nghe máy đâu, phải Hồ Đắc Di không? Của chị có một cái áo màu gió xanh đen 79.000 nè. Của điện thoại của chị là số đuôi 097 đúng không? Đúng không? Rồi đen nhá, kiểm tra đi. Em không mấy, đa hồ về rồi. Đen này SM, nó tương tự nhá, mã này tương tự. Chị cũng còn SM, có một con CL. Cái gì Kim Thanh này lên thông tin cho em đi. Lên thông tin cho em đi. Đen mờ này cho Nhi Nhi. Đen mờ cho Nhi Nhi. Mờ đen này đen khác nhé. Đen này đen khác nhé.
Lấy lại thông tin đi Kim Thanh nha. Đen này chỉ xước nhẹ thôi, lên mã đen xước nha. Khác cái mã lúc nãy phải không ta? Khác mã lúc nãy đúng không? Nhi Nhi đâu? Nhi Nhi tưa. Lên luôn những mã này, mã xước có một con size L thôi, trẻ mình đến gần 60 nhá. Lên luôn những mã này là mã xước. Con nào nó cũng giãn nhiều hết đi chị em mình nhé. Mà nó mềm cực cực mềm luôn. Và hàng này toàn bộ là lưng cao nhé. Thì chị em mình nhìn này. Được chưa? Lên luôn chung mã này mã xước. Có một con size L. Một con size L duy nhất nhé chị em mình ơi. Hôm nay hơi hơi boy boy ấy. Boy boy dễ mang lắm. Nhà không phải là ôm sát vô người đâu. Mang mang ôm sát vô nhiều người nó khó chịu. Mà còn là hàng giả nữa. Đang ép cho chị Vi Ngọc. Ad cho Vi Ngọc này xem. Chị Nhi Nhi mờ đâu. Ad Nhi không biết là Nhi Nhi lấy cái này đúng không? Xước nhá. Xước xe mờ cho chị Anh Vũ Nguyễn này. Anh Vũ Nguyễn này. Xe Ad cho chị Nguyễn Tú Anh. Em không. Năm mai đổ về trẻ mà lấy xe Ad nhá. Ad cho Nguyễn Tú Anh 135.000. Trời ơi. Phát luôn mấy con để dành mà mang. Nha chị nào lấy xước. Mờ cho chị Trần Đức. Cái nó Nguyễn Tú Anh. Cái này mờ cho Trần Đức. Rồi ok. Chị nào lấy cái này lên chung mã đen xước. Đây là thế chị Kim Thanh lên thông tin đi chị ơi. Kim Thanh lên thông tin cho em đi đã. Lên thông tin này chị Cát Bụi cũng lên thông tin cho em nhé. Kim Thanh và Cát Bụi lên thông tin trên live cho em đi. Kim Thanh đó, xây lờ đó. Cát Bụi này lên thông tin bỏ riêng ra đi ba. Bỏ riêng qua bên. À, Kim Thanh với Cát Bụi để lên thông tin không bỏ ra. Cho chị Nga Nguyễn xây mờ luôn. Nga Nguyễn xây mờ này. HCM không có đâu chị ơi. Rồi ok còn hai con xe S xe 52 đổ về. Còn hai con xe được cái gì Trần Đức ơi. Còn hai con xe 52 đổ về là chị em mình chú ok. Chị em mình nhìn từ túi tiếc là chị em mình biết không phải hàng xổm xổm. Lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Địa chỉ đó rồi. À quên cả số điện thoại trên live luôn dùng đi. Nó đẹp lắm chị em mình ơi. Hàng cực kỳ mềm ấy không phải hàng cứng 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 bán chị em. Bình thường nó là chị em mình mua một con quần riêng mà dưới 150.000 chắc chả mang được đâu. Thiệt sự luôn ấy. Nhận hàng con này về dùng nguyên thử nhé. Bao rẻ nên là nhiều chị á mua riêng rồi á xong là cứ chờ kệ mã gì cũng được cho chị vài con, cứ nhắn tin qua mã nào cũng được cho chị vài con size đó là ok nhá. Lên luôn những mã này, còn hai con size 52 đổ về chị em chú ok. Hôm nay chị em mình là 135.000, nó quá rẻ luôn. À mà test nữa, hàng test lên. Ok nhá, còn hai con size S thôi. Chị nào lấy mã S lên S luôn dùng nguyên nhá. Comment mã S luôn dùng nguyên nhá. Xước size S size 52 đổ về là chị em mình chú ok. Xước size S 52 đổ về nhá là chị em mình lên đơn cái mã đó là ok luôn ấy. Rồi ok nhá, lên mã xanh. Xanh xanh size S CM. Xanh 1S và 2M. Xanh 1S và 2M thôi nhá. Hết size L là gần như là hết rồi. Này. 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 Đẹp chưa, con này đơn giản. Con này đơn giản dễ mang, size 55 đổ về. Trơn như thế này thôi. Lên mã trơn nhá. Này. Mất cái màu cũng chuẩn luôn. Mấy chị em mình cái màu nó cũng đẹp nhá. Hôm đây luôn cho chị em mình 135.000 lên mua mã xanh. 1S và hai con size M, S52 M55 nhá. Chị nào cao gọn lên đến 57. Và không mang con size M được. Và cho anh Vũ Nguyễn. S cho nhóc xinh. Còn M thôi. S cho nhóc xinh. Còn M thôi nhá. Còn M 55 ấy, chị nào ok thì chốt 55 đổ về. Nhóc xinh. Chị cao ấy, chị cao vừa. 55 là size M này. Phạm Tiên giờ mới thấy size M đấy chị em mà nói. Chị nào lấy M lên M. Size này mà nhỏ quá chả biết lấy cái gì luôn. Cho chị ơi. Nhung Huỳnh Thị. Nhung Huỳnh Thị. Nhung Huỳnh Thị quần riêng có ít có cái nào mà size 6 mấy ký lắm, nhà em không có. Nhá. Ok là hết. Em ít khi nào mà nguyên về xây đại mà xây ba mấy lắm. Đấy rồi đúng không? Hết rồi. Hàng này 215.000. Giá tát 215.000. 215.000 nha chị em mà nói. Thì vào shop là trên hàng 2 thôi. Cái này có 1 ri thôi. L con. Cái này 1 ri duy nhất nhé. Cái này 1 ri duy nhất thôi. Chéo. Comment mã chéo luôn dùng nguyên nhé. Chúc lên mã chéo. Dạ. Chéo ấy trời, về một đợt cuối nữa. Về đợt cuối nữa. Ngày nay là ngày chiều hôm qua là về gần 500. Hết rồi. Rồi nha, lên luôn dùng mã chéo luôn dùng nguyên nha chị em mà nói.
chốt mã chéo chéo SML hàng 215.000. Chéo xây M cho chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ôi chị Yến Hoàng tối nay chậm thế. Xây M đây. M Nguyễn Thị Thanh Nhàn rồi này. L cho Kim Ánh rồi còn S. L cho Kim Ánh còn S. Còn S thôi. S cho chị Huỳnh Thị Hương, lên cả địa chỉ trên live luôn dùng Nguyên nhé. Huỳnh Thị Hương. Thôi bữa nay Nguyên để dành riêng Nguyên chỉ live buổi tối thôi. Để chị em mình còn chút được. Thế buổi trưa nhiều chị coi live không được xong nhá. Nguyên sẽ ưu tiên nguồn riêng, Nguyên sẽ đưa qua buổi tối một chút nhé. Hết chéo. Ưu tiên nguồn riêng bữa nay Nguyên sẽ lên live buổi tối nhé, để chị em mình coi được. Buổi trưa chị nào cứ chờ riêng nha, buổi trưa lên view ít kê chị em mình chốt đúng một con. Một riêng chị em mình chốt đúng con xem bự nhất. Sao? Não nề. Kéo luôn cái nó ra, ba còn hai cọc nữa là hết rồi nè. Hai cọc. Em đọc cái số ký đó chứ. SML SML chứ chị nào lấy cái nào đây? Chị đây. Không, cái này của chị đâu, của sĩ. Cái này của chị Hiến Duyên. Từ từ, gần như 20 con của sĩ rồi. Không phải rồi. Nó hết rồi đó. Bỏ luôn, cái này của chị nhiều chị hết. Đang để lọ đây. Bỏ rồi, chị không bỏ bao chứ. Cái này chị nó chỉ lấy 20 con. Riêng nam không? Lên mã này là mã tua hoặc là mã rách luôn dùng Nguyên. Mã rách luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào lấy rách lên rách có một ri thôi. Này dạ mình nhìn hàng. Cái còn cái đóng đó. Một. Đấy, chị lên còn từng này con đi. Lên luôn dùng Nguyên cái này. Em sẽ dành, bữa nay em sẽ lại dành ri. Măng tê ép chị Anh Hồng Trần á. Rách một ri cho ti ti. Em sẽ dành quần riêng để em like buổi tối thôi. Nhá, để chị em mình chốt được quần riêng để mà. Để mà cái này thực sự là mang Tết, mang đi làm, mang đi chơi, chỉ yêu cắt. Mang quanh năm vẫn ok. Chị tây tây một ri hết luôn. Rồi cái này còn có, cái này quần riêng nha, xót được có một cái riêng nha. Xót được có một cái riêng nha. Rồi, lên tặng từng này con rồi, chị nhé. Cái này phân sai rồi, sợ cái này. Cái này phân sai rồi, sợ. SML 52, 55, cao 57 và 60, dưới 60. Nếu mà chị em mình, nếu chị em mình 60 mà á, tầm 55, 57 kg nhưng mà chị em mình ví dụ mông to, đùi to thì chị em mình nhích lên CL dùng miếng. Đấy, như thế thôi. Đây, 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 phân các bạn này. Cái này không phải trong bao đó của khách rồi đúng không? Cái này mình ngồi. Ngồi à? Không, bỏ riêng qua cái bạn đó luôn đi. Bỏ riêng qua bên chị nó luôn đi. Hai, chị hồi nãy. Bỏ luôn vô đi, phân cái bạn này. Phân cái bạn này. Mã ché em hết rồi nhá. Lên mã này là mã đậm. Em hết rồi. Có lửng L để chị một quần em ok. Quân nam anh chào em xíu. Chào em xíu. Màu này lại đẹp nhưng mà coi còn xây lờ. Coi đây này thôi. Mờ luôn. Tên khác, kỵ nữ khác, còn đây của chị Hiếu Như khác. Sao mà lại không bỏ bao, cứ để cục cục rất không biết nữa. S, M thôi chị em mà, cái này còn S với M thôi. M hết. Cái này trên này S dưới M. Hết CL. S và M thôi, hết CL nhé. Lên mã này là mã đậm. Màu đậm, chỉ có S và M thôi. Nha, hết CL cái mã này. Màu đậm nhá. Xây M cho Nhi Nhi, M ở dưới cho Nhi Nhi đi cả. M ở dưới cho Nhi Nhi, không có CL, mã này hết CL rồi. Hết CL cái mã này S và M thôi. M cho chị Anh Vũ Nguyễn ở dưới sao? Anh Vũ Nguyễn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn. S cho chị Nguyễn Thảo Vân. Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho. Thảo Vân đi. Đây, Nguyễn Thị Thảo Vân. Xây M cho chị Nga Nguyên. M cho Nga Nguyên. S cho Vi Ngọc. M Nga Nguyên cho. M Nga Nguyên. 135. Em đi cho em mình, chị em mình nói chung là có sai chị em mình phát thôi, không cần lăn xăng giá đâu. S cho Vi Ngọc này ba. Vi Ngọc có chưa? S cho Vi Ngọc này. S cho Châu An luôn. S cho Châu An, không có CL chị ơi. CM được cái chị Thanh Tuyền ơi.
SCM chị Thanh Tuyền đi. Mẹ đọc đấy, chào A. Chào A, SCM cho Thanh Tuyền. M Thanh Tuyền. Hết M rồi. Hết M nhé. S cho Thúy Lai Hoàng. S cho Thúy Lai Hoàng. Ôi có con CL đây cho chị Hà Phan Hàn. CL cho Hà Phan Hàn. Thúy Lai Hoàng đây. Cái này CM rồi, lộn rồi. Thúy Lê Hoàng hết CS rồi chị ơi. Hết S luôn rồi. Thế Châu An á. Châu An khách cũ phải. Lộn lộn lộn, cái này toàn CL, toàn CL rồi chị em mà nó. Cho chị TT cái CL đi. TT cái CL đi phải. TT cái CL đi. Ngồi táp này nè. Ngồi táp này chứ ba có đâu. Cho ăn cái CL, CL rồi chị em mình ơi. Nhìn bị nhầm, nhìn bị nhầm rồi. CL, CL. CL nha. Cho ăn hồi nãy không có sai rồi. Cho ăn nhìn bị nhầm. CL sai chị em mình dưới 60 chị em mình ơi. Dưới 60 nhá. Cho ăn đã có một cái mà. L dưới 60 dữ ơi, L cho Hà Phan Hà có rồi đúng không? L Hà Phan Hà có rồi đúng không? L cho chị Hạnh Hạnh Phan. Hạnh Hạnh Phan rồi này. Hạnh Hạnh Pha cho chị Miên Thảo nổ rồi, còn cái nữa hết qua mã nhé, còn cái nữa qua mã nhé chị em mình ơi, hết nha, hết mã này nhá, qua mã nhá, đẹp lắm cái này, đẹp rẻ đẹp, một trăm mấy, một trăm mấy. Em đang đi lờ cho chị Hồng Nhung, lờ cho chị Hồng Nhung nữa rồi, ok qua mã từ từ. Từ 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 đây 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 đây, nhưng mà coi thử cái đùi hay là lĩnh hay là cái gì đây. Từ từ chào một xíu cái cọc này, chào một xíu chị em mình nhé, coi thử là cái này là đùi hay là lỡ hay là cái gì. Đừng bị đầu thấy riêng lại mừng hứng luôn không, cho nó thôi, cho nó thôi, thì cái nó cho chị Hiếu Dương đi. Cái này quần đùi mất tiêu rồi. Cái này là đùi mất tiêu rồi. Thôi nhá, đùi để vài hôm này chị em mình này. Này đang cần dài chút này. Hết rồi, hết CL rồi. Hết CL chị em mình ơi. Hết L rồi mấy Quynh ơi. Rồi nha, lên tiếp. Đây đây còn mấy bộ cao cấp. Xong luôn chị em mình bộ Thái, bộ Thái, bộ Thái, bộ Thái, bộ Thái. Chắc đẹp đi mà. Ờ, bỏ vô đi. Coi nè. Cái đây còn mấy bộ này. Cái bộ cao cấp này còn mấy bộ. Bỏ tùm lum ra. Bỏ tùm lum ra, bác sĩ qua bên đi. Đùi á hả? Đùi từ từ cho em. Bác bác sĩ nó qua bên. Cái bộ này em còn một bộ. Xin chắc em hết. Áo kaki đằng sau còn một khác không? Em hết rồi. Tạm là em hết cái mã kaki đó rồi, hết sạch luôn. Không chị ơi, không không nhé. Tối mai lại lên lên tiếp quần ri. Giờ hết sạch luôn rồi. Nó không đóng là chừa chừa toàn bộ để lai lẽ. Nhưng mà cũng không được. Áo nam hả? Áo nam hết rồi. Áo nam hết rồi. Xong đây chị em mình bộ Thái. Xong đây chị em mình bộ Thái nhé. À còn cái này còn cọc để bỏ ra bán tặng luôn. Lên luôn dùng nguyên cái này, còn một bộ size XL size 60 đổ về nhé. Lên mã cao cấp size XL 189.000. Đây là những bộ cuối cùng. Xó. Thì cọc trong cọc hàng 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 khách sĩ. Nhà bán tặng luôn trẻ mình luôn. Chị nào lấy cái mã này lên luôn chung mã này là mã cao cấp 189. Hàng bộ cầm cái bộ đồ này là nặng hơn ký chị em mình. Nặng hàng ký. Nha, một bộ size XL. Một bộ size XL hồi nãy chị nào chưa có cái này size L. Size XL là 60 đổ về và size L là 55 đổ về là chị em mình chốt ok nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng L. L hồng đậm, lúc nãy chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhé. Còn L hồng đậm và XL và L hồng đậm. Cố lên tôi ơi. Cố lên tôi ơi, lên trước mà. Thế cố lên tôi. Hả? Bên này. Ok bỏ chị Kim Ánh. Rồi cái này size L. À XL đây còn bộ này. XL đây còn bộ này sao này. XL cho Lê Dự. À, cô lên tôi ơi, lên trước luôn mà. Cô lên tôi ơi, khách cổ hơi mới ta. Cổ hơi mới. Kích thử nè. Coi thử nè. Ok nhá, lên không ấy, lên thông tin cho em nhá. Lên thông tin trên live cho em đi. Rồi ok nhá, cái này size L, size 55 đổ về.
Chị ơi chị cố lên, tôi lên cả lên thông tin trên live cho em đi. Lời Hồng đậm với Trang 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 Ngủ nè, Trang Ngủ nè, Trang Nguyễn Ngủ nè. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Còn được hai bộ thôi, còn được hai bộ hồng đậm và một bộ màu xanh cơ bản xong nhé. Qua chị em mình mặc khác rồi nha, qua nha chị em mình tương tác lên đi, chị em mình nói tương tác tương tác tương tác tương tác. Hồng đậm cho Trương Như Thủy. Thái bộ thé nè, lên nha chị em mình ơi, thé thé nè, thé xịn sò, thé ngố xịn sò. Cố lên thôi, lên số điện thoại, lên thông tin còn nha. Hai chốt cho người khác chị nghe. Áo rộng, quần ôm, form này là phủ mông giáo quần nhá, nhưng mà toàn bộ là thun phát, không phải hàng xổm, không phải là cốt tông thường nha. Mới đây luôn chị em mình mã này luôn, 89.000, size 60 đổ về, 60, 62, thậm chí 62 chị em mình mang ok. Những cái bộ này thứ còn cá thôi, không có nhiều nha, 89.000 con này. Riêng nam từ từ cho em xíu. Còn có con, còn có con xanh ngọc ở đâu, bà tia ra xanh ngọc thôi. Ok cho Trinh Trinh 89.000. Trời ơi, đẹp xịn sò. Tắt đây Trinh Trinh ơi, sao đợt toàn hàng đẹp thôi. Size 30 rồi. Cái này size 30. Ok nha, cái này size 30 rồi. Quần nam size 30 màu vàng nhé, vàng cho Lê Dự đi. Vàng cho Lê Dự, đẹp lắm luôn á chị em mình ơi. Những cái bộ thun thái này mà không phát hơi bị tiếc rồi, trời ơi. Nhìn cân chưa? Nhìn cân chưa? Lên luôn những mã này là mã hoa xanh, size 60 đổ về chị em cho ok. 89.000 nha, muốn nói là trẻ mình giờ người ta giờ đang chạy cái mã thun thái này nhiều. Nhưng mà chạy cái áo không là giá 89.000. Chạy riêng cái áo không là 89.000, không phải là bộ rồi nha. Được chưa? Áo kiểu tay dài phối 55 giờ không. Hoa xanh cho TT, hoa xanh cho TT. Rồi nhá, lên mã quần vàng. Màu này không phải là vàng mà là cốm. Được chưa? Này, đẹp chưa? Size 60 đổ về chị em chốt ok. Này chị em nhìn cái độ giãn của nó này. Lấy riêng nam cho chị Nguyễn Thạch. Riêng nam chị Nguyễn Thạch. Nguyễn Thạch 150.000. Vàng, vàng còn màu này. Vàng đây nhé. Vàng này nhé chị Đoàn Thị Cẩm Vân ơi. Lên luôn những mã này là mã quần vàng. Chữ đằng sau, mặt cười đằng trước. Một áo lộ 89.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã này. Comment mã này là mã quần, màu này không phải màu vàng mà màu cốt. Chính xác là màu cốt. Với giá là 89.000 nhận cái bộ thun thái nhà Nguyên về đi. Chị mình nhận cái bộ thun thái nhà Nguyên về đi. Thử xem chắc nó có sướng không, không có rẻ không nha. Chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng lên nhé. Quần, quần vàng, quần vàng lên đỏ mã đi chị nhé. 89.000, 89.000. Ôi trời ơi, hồng toàn bộ chữ heo. Em không nhé, em không, em không. Em lên cái gì chị em mình cảm thấy ok chị em mình chốt nha. Thế giờ hỏi cái này cái kia Nguyên không trả lời được thì chị em lại kêu á nha. Màu cốm, màu cốm hết rồi, hết rồi nhé. Lên mã này là mã theo hồng. Chốt mã theo hồng để chị em mình nhìn đẹp không. Riêng con áo này nó giá trị hơn 89.000 chị em mình bỏ ra. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã theo hồng. Theo hồng nhá, toàn bộ chữ theo đẹp lắm. 89.000 nha. Ai lấy mã theo hồng. Hồng cho đây giữ cái bì nó xấu dễ sợ quá. Nó tọt hết trơn, nó rách hết trơn bì luôn. Còn em mã này. Ôi trời ơi. Xinh lắm, đẹp lắm, nhận hàng về. Nhìn như này chị em mình về sợ chắc được kìa. Bây giờ chắc lên mã này luôn. Comment mã này là mã chữ hồng này, phía đằng sau cuối đuôi nè. Này chữ này nó sẽ che cái phần mông lại nha. Rồi lên cho mã chữ hồng 89.000 chữ hồng. Chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng. Chữ hồng 89. Có hai cái chữ hồng. Chữ hồng cho TT. Hai cái chữ hồng giá 89k. Áo trong la, trong người em like rồi nha. Lên mã chữ hồng 89 hết theo rồi. Rồi nha, lên mã chữ đen 89k. Chữ hồng cho Trinh Trinh luôn. Comment mã chữ đen 89k. Đẹp lắm. Lên mã chữ đen. Vải nó xước. Các bạn, vải nó đã lắm chị em mình nhìn cái đường may của nó. Nhìn cái phần lưng quần của nó này. Chữ hồng em hết rồi, lên mã chữ đen dùng nguyên nhé, 89 chữ đen. Comment mã chữ đen và chữ vàng. Chữ đen, hết chữ hồng rồi Thanh ơi. Đẹp lắm, Thanh phát mấy bộ về mà mang. Rồi chắc này bao sướng luôn, 89.000. Nha, ok lên mã chữ vàng. Chữ vàng, form này form 60 hết. Chữ vàng 89, chị nào lấy chữ vàng 89 xuống lên luôn dùng nguyên nhé. Chữ vàng 89. Comment lên mã chữ vàng 89.000 nha. Ai lấy chữ vàng 89 okay, chúc lên chữ vàng 89. Chữ vàng nhá. Hết đen rồi nha. Comment mã chữ vàng, chữ vàng cho TT đây này ba.
chữ vàng này ba, cái ti ti chữ vàng lên nhanh như chị em mình ơi. Không, trong người em không còn cái nào hết. Đợi đợt sau đi, tầm 2 đến 3 ngày là hàng, là hàng này về đợt này là sẽ hút nhiều, sẽ bán nhiều, sẽ lấy nhiều lắm luôn. Lên mã này là mã chữ nu, sợ chắc sướng dễ sợ luôn, đã tay luôn á chị em mình ơi. Chữ vàng hết rồi này, nha. Lên mã này là mã chữ nu, cầm cái bộ đồ nó sướng. Lên luôn dùng mã này, cầm em mã chữ nu nhá. Lên mã chữ nu form này, form này dành cho chị em mình 60 độ về là chị em mình chú ok. Cầm em mã này là mã chữ nu, chữ nu cho ti ti, chữ nu cho ti ti rồi nhá. Lên luôn chung mã này là mã quần hồng, quần hồng 89, quần hồng 89 toàn bộ là thun thái hết, quần hồng 89.000. chị nào lấy mã quần hồng, hình như hình thì TV cũng có đợt có bộ này, có áo này rồi mà đúng không. Lên mã này là mã quần hồng 89.000. chị nào lấy quần hồng lên quần hồng. Nguyên cái này vàng, vàng cái này cho Thanh Thanh, Phan Thanh, vàng cho Phan Thanh. Lên mã quần hồng 89, quần hồng 89.000 nhá. Ai lấy mã quần hồng chút lên mã quần hồng luôn dùng đi. Lên mã xanh cốm, xanh cốm 89, đồng một giá hết, theo hết. Lên mã xanh cốm luôn dùng đi. Không có màu vàng, chị đâu có sao được con màu vàng chứ mấy. Lên mã này là mã cốm 89 luôn dùng nguyên nhé, cho bà xả miếng nước nữa. Cốm 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 89 nha, chị nào lấy cốm lên cốm 89.000 con. Cốm được Kim Thanh. Ừ, Kim Thanh có số điện thoại chưa? Kim Thanh có, lấy số điện thoại luôn Kim Thanh. Lên mã này là mã theo. Ừ, có màu vàng chưa? Có màu vàng thì báo nha. Rồi nha, lên luôn dùng cái này. Cảm ơn, mã này là mã theo nhá, theo 89. Chúc mã theo 89 đợt sau thì nó ra những cái họa tiết khác, nó sẽ về những cái họa tiết khác, nó kiểu như này, chắc như này, vải lên hay da mix cổ sơ mi nhưng mà là họa tiết khác nha. Rồi nhá, lên luôn chung okay, mã này là mã theo ra. Theo nhá, theo có bộ thì nào đấy, theo lên theo rồi, theo hồng luôn, theo màu màu nó theo màu màu gạch đi, mạng chán quá à. Nhưng mà đâu có thấy gì comment cái gì đâu mà chán. Trời ơi, những cái bộ này không ngoài tiếc lắm vậy mà nó. Này bộ này cute chưa này nha, cái này nó không có sai, 40 đến 60 62 chị em mình mang ok luôn này. Phát đi bốn bộ rồi để dành nguyên nó thật sự luôn, cái này mang quanh năm luôn, mùa nào chị em mình mang cũng được những bộ này. Riêng thời tiết này chị em mình mang vẫn mang ok nha. Rồi mùa hè mang những cái bộ này cũng sướng nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã theo hồng 89.000 nhá. Chị nào lấy theo hồng 89 chút lên. Cảm ơn, mã theo hồng 89. Lên mã quần đen 89. Chốt lên mã quần đen 89.000. Chị nào lấy quần đen 89 lên luôn dùng nguyên nha. Hồng thấy rồi nha. Phát liền mấy bộ đi. Cảm ơn, mã quần hồng. Á quên lộn, quần đen. Quần đen nhé, quần đen 89.000 nhé. Ai lấy mã quần đen chốt lên quần đen. Theo hồng hồi nãy hết rồi chị thấy trên đặng ơi, phô này chị em 662 ok luôn. Lên mã quần đen 89.000. Chị nào lấy quần đen lên quần đen luôn dùng nguyên nhé. Anh nhanh tay chị em rồi. Họ tiết này bò này cute đen cho họ tiết bò này cute này, thấy trên đèn chậm quá. Con đen cho hoàng phượng rồi nha. Chị thấy trên đàn lấy cái này không? Trời ơi, lên mã này là mã phối beo, phối beo toàn bộ quần của nó là sẽ là quần băng ôm nha chị em mình ơi. Thì áo này là áo phủ mông rồi. Thôi đi mang cho chị em mình thử bộ beo beo này nè, cho nó đẹp chứ nè. Nha, chờ một xíu nhé, mang cho chị em mình coi cái phone của nó như thế nào luôn. Nè, lên mã phối beo luôn dùng nguyên đi. Chờ nguyên đi thay phát nhé. Phối beo, quần đen hết rồi đúng không? Quần đen hết rồi. Thí Lê nào đây lên. Thí Lê viết liền lên thông tin chị ơi. Khách mới chưa có đơn lên thông tin trên live cho em nha. Trời ơi, cái áo nãy bà sợ đang mang có nghĩa rồi coi. Thí Lê lên thông tin nha. Lên thông tin trên live giúp em nhé. Không có tin live thông tin là chịu luôn ấy. Kèm thông tin nha. Chắc đã luôn cái chị em mà luôn. Để cho con gì Thí Lê lên thông tin đây. Kèm thông tin nhé. Không có thông tin là chịu luôn. Bó tay luôn. Bó tay chấm com nữa chị em coi. Ô, cái này đang còn sót con.
Cái này còn con cuối cùng nó xem không có thông tin thì bỏ ra nha. Ai không có thông tin bỏ qua nha. Thí Lê. Cái này còn đúng con này xinh lắm nè. Sao dễ mình gần 60. Hàng này đang sale 79 thì con cuối cùng sót lại. Bán tặng luôn cho dễ mình luôn con này luôn. 65.000. 65.000 con này, size này dễ mình gần 60 triệu mình cho ok luôn, vẫn chưa có thông tin à? Chưa có thông tin thì bỏ cho người khác đi. Hồi nãy chỉ là cái lấy cái mã nào. Phối beo á. Không có thông tin thì bỏ qua cho Phan Thanh. Nha, lên luôn dùng okay, mã này mã xong. Lên cả địa chỉ trên live. Rồi nhá, lên luôn cho mã này là mã mixi. Quần màu beo. Cưng quá trẻ mình ơi. Những thứ này có bộ hai bộ thôi, không có nhiều. Ok cho Trinh. Bộ này cưng này. Nè, áo chị em mình nhìn nè. Toàn bộ là phủ mông hết. Đẹp lắm mà chắc xứ. Cơ bản là mang nó nhẹ tên luôn. Ok cho Trinh 89.000. Lên mã này là mã beo xanh. Beo xanh 89. Phát đi mấy bộ để dành mà mang. Beo xanh 89. Beo này beo hình tim nữa chứ. Đẹp chưa? Lên mã này là mã beo xanh 89.000 nha. Chị nào lấy beo xanh lên beo xanh. Thứ còn bộ xanh cho đoàn Đoàn Hoàng Hiếu. Bộ vàng nào. Beo xanh nè. Rồi nha, màu sự ở Nguyên đang mang màu vàng. Lên mã vàng, beo vàng, bò vàng gì đây. Beo vàng, bò vàng gì cũng được hết. Giá 89.000 iPhone Nguyên đang mang chả khác gì. À, iPhone như thế nào hết cho chị em mình. Những cái màu này chị em mình sẽ thấy được cái phần. Nhìn trong cái phần lưng của nó này. Nó xịn sò không? Đẹp không? Lên mã này là mã bò vàng. Toàn bộ thun thái hết, chẳng phải là thun thường đâu, không phải là thun thường đâu. Cái 89.000. Cái vàng cho chị Đoàn Hoàng Hiếu. Đoàn Hoàng Hiếu. Đoàn Hoàng Hiếu. Lên mã này là mã hồng. Bò hồng, bò hồng, bò hồng. Bò hồng. Hôm nay chị em mình 60 số 2. Bộ em đang mang có người chốt rồi. Lên mã bò hồng. Bộ Nguyên đang mang chốt luôn rồi, chị An Nhiên ơi. Thì những bộ này đẹp lắm không? Nên Nguyên thay qua màu khác chị em mình lại chốt cái bộ Nguyên đang mang. Thiệt sự luôn ấy. Lên chị em mình càng nhiều chị em mình càng loạn mắt luôn. Lên mã bò hồng. Toàn bộ cùng phôm hết. Phôm chị em 60-62 vô tư luôn. Bò hồng 89. Tranh thủ mà sang đợt này toàn bộ những cái mã đẹp thế mắt. 89.000 nha. Lên mã bò hồng 89 tay giúp Nguyên nha. Ai lấy mã bò hồng lên mã bò hồng. Bò hồng 89. Beo xanh hết rồi. Bò một cam. Beo cam hết rồi. Lên mã bò cam. Bò cam 89.000 bò cam. 89.000 nhá. Chắc bao sướng luôn chị em mình ơi. Về cái sờ chắc. Về cái sờ chắc. Chị em mình kêu quảng cáo quá. Bộ Nguyên đang mang hết rồi. Lên mã này là mã bò xanh. Chúc mã bò xanh nha. Bò xanh, bò xanh, bò xanh. Xinh đẹp, xịn sò, chắc sướng. 89.000 nhá. Chị nào lấy bò xanh lên bò xanh. Bò xanh, iPhone đang mang chứ có khác gì đâu. Chả khác gì hết. Bò hồng cho An Nhiên. An Nhiên. Lên mã bò trắng. Bò xanh cho dịch thuật Rú Tra. Comment mã bò trắng 89.000. Không mua những cái bộ này hơi phí. Cái mà cái mấy cái quần màu đen này nè. Comment mã này là mã bò. Hết xanh rồi nha. Bò trắng, bò trắng, bò trắng. Bò trắng còn 2 con, 3 con bò trắng. Ba con bò màu trắng, một con bò màu cam. Mà sướng, tất cả không biết sai cho em mình nhìn phôn. Xa 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 phát cho chị em mình nhìn phôn. Ôi chưa lên hết cái bao hàng xã à. Này đứng sai chị em mình nhìn phôn. Đẹp lắm luôn mà hàng chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Nha rồi lên mã bò cam, bò hồng còn con. Cái này. Bò trắng cho Quỳnh Như Trần. Quỳnh Như Trần. Lên mã bò hồng. Bò hồng cũng na ná như Nguyên mang, nhưng có khác gì đâu chị em mình. Na ná như Nguyên mang hết ý. Lên mã này là mã bò hồng. Bò hồng. Bò trắng quần hết em rồi. Mang không vừa, không chút mấy. Vô tư giãn nhiều lắm. Ra không vừa được. Mong như duyên còn vừa mà. Bò trắng cho chị Phan Thị Thanh. Đây sẵn nè, bò trắng cho Phan Thị Thanh này. Phan Thị Thanh này. Bò hồng cho Trang Nguyễn này. Trang Nguyễn nào cái đã này. Trang Nguyễn ơi, đẹp lắm, chắc sướng lắm. Trang Nguyễn ơi, lên thông tin đi Trang Nguyễn ơi. Khách cũ đấy nhưng mà nhiều Trang Nguyễn quá, lại lộ. Này, Trang Nguyễn này, ghi còn Trang màu trắng à. Còn màu trắng, còn màu trắng. Ba để ý ba cái bì
cái bì thun thái này là nó dỗ, nó tọt hết, nó dồn hết, nó tọt hết trơn mà nó nát hết, cương như thủy này, kéo là ghi lại lại dính bút vô nha. Lên mã bò hồng Trang Nguyễn ơi, khách cũ đó, nhưng mà nhiều Trang Nguyễn quá, lên thông tin đi Trang Nguyễn ơi, bò hồng hết rồi. Lên mã này mã hồng đậm, đây ghi lại cái số điện thoại đi ba, đi Trang Nguyễn khác kèm số điện thoại đi, hồi nãy giờ hai Trang Nguyễn rồi đó. Lên mã hồng đậm luôn dùng nguyên nhé, 89.000 hồng đậm, thì nào lấy hồng đậm lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhé, 89.000 nha chị em ơi, hồng đậm 89, hồng đậm 89, còn con hồng đậm cái này cưng. Lên mã này là mã cam, hình cam, hình cam 89 hồng đây. Không, màu này hồng đậm khác cái mã bò hồng lúc nãy. Comment mã hình cam 89.000. Trời ơi, đã lắm, chắc sướng lắm vậy nè. Nha chị nào lấy mã này lên mã hình cam luôn dùng nguyên đó, 89.000 hình cam. Hình cam 89, hình cam 89. Không phải hồng nữa đâu, phải hồng nữa đâu, chỉ lên con hồng hồi nãy. Lên mã hình cam, bỏ cái này vô ba. Hình cam này xinh nè, 89.000. Chị Nguyệt Nguyễn lên sau, người ta đã chốt lên từ trên rồi trời ơi. Màu nu, lên mã nu nè, cái này giống giống Nguyên Đăng mang. Nu có một bộ nè, comment mã nu có bộ hình cam cho sô-cô-la Nguyễn. Màu nu nhá, chị nào lấy nu lên nu, beo nu đi, beo nu, bò nu gì đấy cũng được. Bò nó biến sắc hết, đủ thứ màu hết nha. Rồi lên nu dưỡng mã nè, hình cam em hết luôn, lên mã beo nu, bò nu gì đấy, nu dùng là ok. Rồi nu cho Phương Lê trước, Phương Lê trước. Lên hồng nữa là hết, lên hồng nhá, hồng hồng hồng. Phương Lê nào đây ta? Phương Lê nó Phương Lê quen. Thì Phương Lê này, Phương Lê đổi số là hồng nhá. Đổi số lại hả? Mai đi, mai báo. Túi à, túi này đừng tiền tỷ nha. Túi này là túi đừng tiền tỷ, không phải hàng xổm xổm không túi. Hồng cho chị Quỳnh Như Trần. Túi này đừng đã được tiền tỷ luôn, chả mình nhìn cái độ giãn như thế nào mà bảo không vừa, không vừa kiểu gì. Giãn nhiều lắm. Giãn nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Trời ơi, trời ơi. Hết đâu rồi. Trời ơi. Cảm ơn các bạn đi. Màu hồng. Đâu hết rồi. Em lại đổi qua mã này em mang ấy. Em đổi qua mã này em mang ấy nha. Trời ơi. Beo nu hết rồi. Lên mã quần vàng. Comment mã quần vàng chắc nó mướt mượt mượt luôn. Comment mã quần vàng dùng nguyên nhá chị em mình ơi. Nè. Xinh chưa? Quần vàng 89. Ai lấy quần vàng 89 lên quần vàng 89 nhá, đẹp lắm. Cái trên đặng màn chậm quá. Lên mã quần vàng 89, hồng em hết rồi. Quần vàng 89. Thứ vậy mình thấy không? Thứ còn con không có nhiều. Nên là chị em mình tranh thủ mạng này chị. Quần vàng cho TT. Mạng nhà chị nào khỏe chị em mình chốt thôi. Lên mã sọc xanh 89.000. Đại đi, toàn là màu đẹp hết. Màu nào cũng được cho chị bộ. Nhỏ Ngô à. Mai gọi qua đi chị ơi. Lên mã sọc xanh và sọc cam, có hai cái sọc, đẹp chưa? Chữ là theo nổ lên trên này chị em mình này. Chị sò. Nha, lên mã sọc. Chị Nguyệt Nguyễn màng, chị Nguyệt Nguyễn toàn sao thôi. Chị Nguyệt Phạm sọc xanh. Sọc cam. Sọc cam 89.000. Hàng này thường thường á, đi sỉ vô là trăm. Nếu như mà lẫn ấy là tầm 135, 145. Còn đùi là 125.000 rồi. Rồi để chị em mình 89.000, không tắt đây hơi bị phí. Nhá, chắc sướng lắm luôn. Hết rồi Lê ơi. Rồi nha, lên chung mã này là mã sọc cam, hết sọc xanh nha chị ơi. 89.000 sọc cam. Chị nào lấy sọc cam đi, sọc cam. Lên mã này là mã beo, beo nu và beo xanh. Sọc cam nha em, hết sọc xanh rồi. Có một bộ sọc xanh thứ mấy. Lên mã này là mã beo xanh. Màu quần của nó là quần màu xanh ngọc và beo nu nhá. Beo xanh và beo nu. Giá hôm nay luôn chị em mình là 89.000 nhá. Chị nào lấy mã này lên beo luôn dùng nguyên nhá. Xanh em hết rồi. Mã không có sai đâu. Sọc xanh làm chị còn sọc cam thôi. Hay rồi, hay rồi. Nha, rồi lên luôn cái này. Chốt luôn dùng nguyên cái này. 1 2 3 chập loạn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho đúng mã đến lúc chốt đơn ấy. Chị em mình mục đích cái này có mục đích hết. Em đọc rõ từng mã là có mục đích hết. Nhiều chị khách quen ổng sao, nhiều chị là lương lẹo lắm. Mã này chị có đọc đâu, mã này chị có đặt đâu. Rồi xong Nguyên chụp màn hình lại. Nguyên chụp comment lại. Xong ủa hạ nhiều quá tôi xả bớt cho chị. Là có lý do hết. Đọc mã 1, mã 2 chả biết mã nào hết. Nha, rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Lên mã beo nu. Beo nu
hoặc là khách trùng tên. Khách trùng tên Nguyên nhìn comment là Nguyên biết cái này của chị nào nha. Rồi lên chung mã Bellnu, có mục đích hết. Comment mã Bellnu nha, Bellnu, Bellnu. Comment mã chữ vàng, chữ vàng có 3 con, chữ vàng 89.000 nha, Bell mù nu. Trời ơi, trời ơi. Đi thử, đi thay bộ này nha, có 3 bộ. Đi thay bộ này nha, có 3 bộ thôi. Comment mã này là mã chữ vàng 89.000 nha. Bộ đang mang cho Tinh Tinh được không? Đang mang cho Tinh Tinh nè. Rồi nha, lên mã này là mã chữ vàng 89.000. Chữ vàng cho Thanh Thúy. Có 3 cái chữ vàng. Chữ vàng cho Thanh Thúy, chữ vàng cho Thị Quang Trang Nguyễn, chữ vàng cho Thúy Lê. Thanh Thúy, Trang Nguyễn, Thúy Lê. Thế hết rồi. Thế còn con trong người cho ai đó nữa thôi. Không có nhiều nhiều mấy. Trang Nguyễn, Thúy Lê đó. Ok, thế hết chữ vàng luôn. Hết chữ vàng luôn. Beo còn beo nu thôi. Còn beo nu thôi. Màu này cũng đẹp này. Màu này cũng đẹp này. Lên mã này là mã chữ màu cam. Chữ màu cam, hết chữ vàng này. Comment mã chữ cam, quần của nó là không phải là một cam màu màu đất ấy. Màu cam đất ấy. Lên mã chữ màu cam nữa là hết. Đổ qua màu này đi chị Nguyễn Huyền. Đổ qua màu này đi nhá. Bao xinh bao xịn luôn cho chị em mình luôn. Rồi tiếp tục lên luôn cho chị em mình mã này. Chữ cam ở đây, chữ cam nè. Cam đó. Chữ cam cho không. Cái mã nào lên cũng đẹp hết. Chị em mình những con quần. Nó giãn cái độ này chị em mình. Không phải là quần bó sát đâu. Mà chị em mình những cái độ giãn của nó đi. Này. Thế. Ai? Duyên Đăng. Duyên Đăng à. Chưa có thông tin. Duyên Đăng thông tin đi. Bỏ riêng ra đi ba. Bỏ riêng ra đi ba. Chữ cam hết rồi. Lên mã tim. Comment mã tim luôn. Duyên Đăng lên thông tin nha. Không tốt cho người khác. Comment mã tim dùng đi nhé, tim nu. Càng lên thấy càng lên chị em mình càng loạn mắt. Lên mã nào nó cũng đẹp hết. Duyên Đặng lấy thông tin đi. Nguyễn Thị Thanh nhà. Beo màu xanh không có. Beo màu nu lấy đi chị ơi, đẹp lắm ấy chị. Chị Nhan ơi. Lấy beo màu nu đi, đẹp lắm. Tin tưởng em đi. Chữ cam em hết rồi. Lên mã này là mã tim. Comment mã tim đen. Nè nó phối màu này chị em mình nhìn cái phần bên này. Comment mã này là mã tim đen dùng Nguyên nhé. Tim đen Nguyên đây luôn chị em mình là 89.000 có. Ôi lộn lộn. Tim màu nu. Có hai con tim màu nu. Lên mã tim màu nu đẹp thế không chú. Tim màu nu tim đen cho Trâm Anh lên này. Phong này chị em mình từ 40, 60, 62 chứ 62 chị em mình ok luôn. Nha quần nó giãn cái độ như thế này là chị em mình biết. Nhưng mà áo của nó chữ vàng hết rồi. Áo chữ vàng hết rồi. Hết chữ vàng rồi và hết màu chữ luôn. Lên luôn những mã này là tim màu nu. Chị nào lấy tim nu, comment lên tim nu luôn dùng Nguyên. Giá không đi luôn chị em mình 8-9 chị em mình nhìn cái quần này chị em mình. Thấy sướng không? Thấy sướng không? Kéo đã luôn nha. Và hàng này toàn bộ là hàng Trung Thái hết, không phải hàng sổ. Lên mã này là mã tim màu tim đen 89.000 rồi ôi. Comment mã quần hồng đi. Chốt mã quần hồng. À, lại đi mang cái mã này. Comment mã quần hồng. Nói nhìn chị em mình nhìn nè. Nó mix màu đẹp không? Đẹp chưa? Comment mã này là mã quần hồng 89.000 quần hồng nhá. Có hai cái quần hồng. Em đi em phải đọc từng mã đấy. Đến lúc nhiều khi là chị em mình cãi qua cãi về. Còn biết là chị em mình nói. Nhiều chị thậm chí là chụp luôn rõ cái comment. Ồ, thế à? Chị có đặt cái mã này à? Đoàn Tẩm Văn. Nhiều kiểu chốt đơn lắm. Còn hai cái quần hồng. Thì nào lấy quần hồng lên quần hồng nhé. Quần hồng cho Nguyễn Tú Anh. Nguyễn Tú Anh. Rồi ok hết quần hồng. Lên mã quần. Cái quần màu vàng. Lên mã quần vàng. Quần hồng em hết. Lên mã quần vàng. Bây giờ mà đi mang cái mã này vô rồi. Chị em mình hỏi mã. Mã Nguyên mang còn không? Đẹp lắm. Trời ơi. Cưng chưa? Lên luôn dưỡng mã này. Tim nu á, tim nu nè. À tim nu kìa, sợ kìa, tim nu cho chị Ngô Lina. Lên mã quần màu vàng 89. Có hai con thôi. Ê, nhanh đi rạc rạc nhá. Chị em mình phát nhanh đi.
lên mã quần vàng. Quần vàng có 2 con, giá 89.000 quần vàng nha, 89.000 quần vàng. Ai lấy quần vàng lên quần vàng luôn dùng nguyên nhé. Quần vàng, quần vàng cho Minh Sang, quần vàng cho Minh Sang, quần vàng cho chị Hạnh, Hạnh Phan. Minh Sang và Hạnh, Hạnh Phan này sẵn rồi, ok. Lên mã quần đen, quần đen nhé, quần đen 89. Ai lấy ấy là quần này, quần dài rồi. Quần dài, quần dài là 99.000. Cái này quần dài là 99.000 nhé, bỏ nhầm chung rồi. Quần dài là 99.000, cùng size hết, cùng size hết, về hàng giảm nhiều và quần của nó là dạng quần ôm nhá. Chị Tino, Tino chị Ngô Liên Nga có rồi. Cái mã quần dài nhé, quần dài là 89.000. Ai lấy mua quần dài lên quần dài 89 này, chắc là quần dài quần ngố, quần ngố. Cái mã này là mã tim vàng, tim vàng và tim ca. Happy hết con chim nhang. Ngô Liên Nga, Tino Tino nãy đúng rồi đó, đúng rồi đó. Quần dài cho chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Còn bộ là thun thái hết chị em mình nhé. Lên mã này là mã tim vàng và tim cam, có 2 cái, tim vàng và tim cam. Tim cam cho chị Thanh Thúy, tim cam cho Thanh Thúy, rồi tim vàng. Đẹp không, đẹp không? Trời ơi, chị em mình nhìn con quần nó phối này. Còn tim vàng nhé, ok chị Thanh Thúy có rồi. Thanh Thúy này cũ mới ta, nãy giờ có đơn chưa ta? Đây mã tim vàng nhé. Đó, chưa có thông tin hồi nãy cũng không có lên thông tin. Thông thí lên thông tin, thông thí lên thông tin cho like cho em nha. Còn bộ cứ gì có đơn cứ lên thông tin lại giùm em đi, không dư đâu chị em nữa, không dư được đâu nhá. Còn tim vàng thôi, quần dài nó cùng phôn hết 60 cái chị em vẫn mang được, vì quần của nó là các bạn quần ôm, quần của nó toàn bộ quần ôm và giãn nhiều. Còn áo của nó chị em mình nhìn nè, phủ mông chưa, phủ hết cả cái con mông này rồi nè, cả okay. Cái quả mông này hết rồi, phủ hết rồi, nên là quần nó ôm, toàn bộ là quần ôm hết. Tim vàng chị An Phúc, qua chị An Phúc lên sao ấy, mạng chậm nên là chị An Phúc lên sao là không chốt được, vì nãy có lẽ tẻ cái lên tim vàng đi nhá, đổi qua tim màu vàng đi cho chị An Phúc này. Ok chị An Phúc này rồi nhá. Lên mã này, còn lên mã chữ, chữ tím đẹp chưa? Không, càng lên dạ mình càng loạn mắt, cái mã nào cũng thích chốt hết. À, phải nè, lên mã chữ tím, chữ tím này có một bộ này. Ai lấy mã chữ tím lên chữ tím luôn dùng nguyên, toàn bộ là quần ôm nha, nhớ luôn dùng quần ôm, đừng có bảo vệ sao ơi cái quần nó nhỏ nha, để ý luôn dùng nguyên, toàn bộ là mang phôm ôm hết, nhưng mà chắc giãn nhiều là được cái nó phủ cả cái mông rồi nha. Lên luôn chung mã này là mã chữ tím, chữ tím nhé, thun thái luôn, thun thái nha, chữ tím một con. Thì nào lấy chữ tím, chữ tím này chữ tím theo hết nè, nè nè, chữ tím nhé. Thì nào lấy chữ tím lên chữ tím luôn dùng nguyên, chữ ca. Mã này có 2 cái, chữ tím cho chị Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Tú Anh lên chữ cam luôn dùng nguyên, chữ cam nha, thun thái hết đi. Riêng con áo này về chị em mình mix cái gì cũng được hết nha. Lên mã này là mã chữ cam, 89.000. Ai lấy chữ cam lên chữ cam. Lên mã này là mã con một cưng, Mickey Nu, Mickey Nu, Mickey Nu 89. Trời ơi, có thằng con thôi. Lên mã Mickey Nu. Không ưa cái màu nu đi, cái màu nu này nó xinh như thế này, không ưa đi nè. Thanh Nhàn nè. Trời ơi, không lẽ phát cái này khách không chốt, không chốt luôn nha. Lên mã Mickey, 89.000 Mickey. Phone này chị em là 60, thậm chí 62. Gọn chị em bán mang ok còn này luôn nhá. Chữ vàng làm gì có. À chữ vàng đấy hả, cái chị Nguyễn Hường chữ vàng, Nguyễn Hường chữ vàng. Lên mã này là mã Mickey, Phú Minh gửi cho ngoại dừng. Ok chị, ok nhé. Chị Phú Minh mai gọi qua luôn giùm em đi, cho chị Thúy Lê viết liền. Thúy Lê viết liền này cả, Thúy Lê viết liền. Lên mã chữ hồng, chữ ca. Mickey em thấy chữ hồng và chữ cam, cái này quần toàn bộ là quần màu đen. Chữ hồng và chữ cam giá 89. Cái này toàn bộ là quần màu đen nhé. Chị nào lấy mã chữ hồng lên chữ hồng, chị nào lấy chữ đen lên chữ đen luôn dùng nguyên. Chữ hồng và chữ đen giá luôn đi luôn chị em mà là 89.000 nha. Đi nhanh đặt ràng để lên được nhiều mã, lên thêm được ít mã này chị em mà nói nha. Chữ hồng, chữ cam, chữ hồng, chữ cam 89.000 nha. Chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng, chị nào lấy chữ cam lên chữ cam luôn dùng nguyên nhé. Chữ hồng, chữ cam, chữ hồng, chữ cam nha. Tiếp luôn dùng nguyên, mấy cây em hết thì chị Minh Phương Lương thôi rồi nha. Lên cho mã hình hồng, hình hồng 89. Cần chừng, cần chưa. Lên mã hình hồng nhá, 89.000. Chị nào lấy hình hồng 89 chốt lên mã hình hồng 89 luôn dùng nguyên á. Hình hồng
giá 89.000 một em. Chị nào lấy mã hình hồng, comment lên mã hình hồng 89 đem cho em mình một cọc nữa tối mã nha. Ôi trời ơi, tim từ đầu chị này chưa có. Chữ hồng thì Thúy Thanh. Chữ hồng Thúy Thanh. Đây mã Mickey trắng, Mickey trắng mình có hai con. À quên, Mickey trắng và Mickey xanh này chị em mình nhìn luôn. Lên mã Mickey trắng, chữ hồng còn không? Chữ hồng hết rồi, em còn chữ cam. Em còn chữ cam nhé chị Phượng Lê ơi. Lên mã này là mã Mickey cam và Mickey xanh. Chữ hồng em hết rồi, còn chữ cam. Còn hình hồng thì có. Hình hồng thì có. Trời ơi, cái quần này chị em mình. Comment mã Mickey cam, Mickey xanh. Khác nhau cái quần thôi. Mickey cam và Mickey xanh có hai nhé. Chị nào lấy Mickey cam lên nhé, còn Mickey xanh lên luôn dùng nguyên xinh lắm. Mã này cưng, mã này cưng tay. Mickey cam và Mickey xanh. Mickey cam cho Khánh Tuyền. Cam Khánh Tuyền. Xanh cho Thanh Thúy. Xanh cho Thanh Thúy. Rồi nhá, con mấy con này cưng quá chị em. Lên mã viền cam. Viền cam. Viền cam nhá, viền cam. Càng về sau lại càng những cái mã đẹp không chị em ơi. Càng về sau toàn là những cái mã đẹp không à. Lên mã viền cam 89. Chị nào lấy viền cam. Quần ống ôm nha, nhớ luôn dùng nguyên là quần ôm đấy. Này cũng kéo giãn vô tư này chị em ơi. Thấy không? Kéo giãn vô tư này. Đấy. Nha, rồi lên chung mã này là mã viền cam, viền cam và viền vàng. Viền cam toàn bộ quần của nó là quần Mickey nhưng mà áo có viền 89.000, viền cam cho Na Ngọc. Viền cam cho Na Ngọc. Lên mã viền vàng, còn viền vàng. Chị em mình có đơn. Mickey cam em hết rồi. Hết Mickey rồi. Lên mã viền vàng. Đẹp lắm. Nhớ luôn dùng nguyên là toàn bộ là quần ôm. Mickey xanh, Mickey xanh, Mickey xanh hết rồi. Mickey xanh hết rồi. Lên mã này là mã tim kèm màu. Tim kèm màu, tim vàng, tim hồng, tim xanh ngọc. Còn mã viền vàng này, chị nào lấy viền vàng lên viền vàng luôn dùng nguyên nhé. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên cái này. Lên mã tim, tim kèm màu, tim kèm màu. Tim xanh. Cần chưa? Cần chưa? Tim này giống như beo á. Tim xanh, tim vàng, tim hồng, có 3 con tim nhá. 3 màu tim, chị nào lấy tim lên tim. Quần này. Viền cam. Còn viền vàng thôi chị Nguyệt Nguyễn ơi, chị toàn lấy 6 mà. Người ta chốt ra mất tiêu rồi. Tim xanh thì Trâm Anh Lê, người ta qua mã rồi chị mới comment thì làm sao cho được. Trâm Anh Lê. Viền còn mỗi viền vàng. Chị nào lấy viền vàng lên viền vàng nhá. Ok, mình còn tim hồng và tim vàng. 89.000 tim hồng và tim vàng nhá. Ai lấy tim lên tim nhá. Đẹp lắm. Phun thái hết mà. Phun thái hết. Riêng cái này giờ chị em mình thích cái màu nào chị em mình chốt. Thích màu nào chị em mình chốt, còn đừng lăn tăn về giá và về chất gì hết. Nè. Thì cha. Lên mã này là mã tim vàng và tim hồng, còn hai con tim nhá. Ai lấy tim vàng lên tim vàng nhá. Còn hai con tim. Chị nào lấy tim lên tim. Tim hồng cho chị Phượng Lê không hình đại diện. Còn tim hồng thôi. Còn tim hồng, à quên, còn tim vàng thôi. Còn tim vàng thôi, chị nào lấy tim vàng lên tim vàng. Rồi lên mã Mickey. Còn tim vàng. Chị nào lấy tim vàng dùng nguyên nhá. Lên mã này Mickey xanh, Mickey vàng nữa là hết mã Mickey. Mickey xanh hồng. À Mickey xanh và Mickey hồng. Em còn một cái tim vàng, một cái viền vàng, một con Mickey xanh. Lên mã chuột xanh đi cho nó nha. Comment mã chuột xanh và chuột vàng. Ok chị Nguyệt Nguyễn. Nguyệt Nguyễn thế cứ hết. Không màu nào cũng được, phát cho chị mấy bộ. Lên mã này là mã chuột xanh. Chuột xanh và chuột vàng, giá 89.000 con. Đẹp lắm. Mickey xanh cho Minh MT. Chị Nguyệt Nguyễn có rồi. Minh MT. Ôi nãy giờ chị thấy trên đàn cũng không chốt được. Mạng gì chứ chị ơi. Mạng gì mà toàn lấy sao. Chuột xanh rồi còn chuột vàng chị em ơi. Còn con chuột màu vàng. Vàng. Chị nào lấy chuột màu vàng và viền vàng cho chị Nguyễn Hường luôn. Vàng vàng, viền vàng cho Nguyễn Hường. Rồi nhá, lên mã chuột vàng và chị em mình nhìn con quần của nó đẹp không. Đẹp. Nha, chị nào lấy mã này lên chung mã viền vàng. Viền vàng, à quên lộn. Chuột vàng, chuột vàng, chuột vàng. Chị nào lấy chuột vàng thì lên chuột vàng đi nha. Chuột vàng, chuột vàng, chuột vàng. Rồi lên cọc nữa. Chuột vàng đi, ai lấy chuột vàng lên chuột vàng nhé. Gấu đỏ đô. Chuột vàng thôi. Còn một em chuột vàng, chị nào lấy chuột vàng lên chuột vàng và hết chuột xanh nhá. Lên chuột vàng dùng nguyên đi. Nha. Chị nào lấy chuột vàng lên chuột vàng. Lên mã này là mã gấu.
màu đỏ đô nhá. Chị nào lấy gấu đỏ đô đẹp chưa? Vẫn còn có bộ này. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lên mã này. Gấu. Comment gấu luôn dùng nguyên nhá. Trăm anh Lê mã gì? Trăm anh Lê mạnh hề. Lên cái phát liền luôn. Còn chục vàng thôi chị Nguyệt Nguyễn ơi. Cái mã chữ màu nu. Đẹp quá chị em mình ạ. Chữ nu. Ôi trời ơi. Chữ nu nè. Thấy gáo đỏ rồi nha. Không định lên nữa nhưng mà không cầm lòng được chị em mình ạ. Toàn mã đẹp này không cầm 89 lòng. 89 nha. 89.000 chị ạ. Nè. Nè. Không chị Nguyệt Nguyễn toàn lên sau thôi chị ơi. Lên mã này là mã chữ màu nu. Hình cái quần cũng là hình con chục hết nè. Chữ màu nu nhá. Chị nào lấy chữ nu lên chữ nu luôn dùng nguyên 89.000 chữ nu nhá. Xịn sò, chắc bao sướng. Hai con chữ màu nu. Chị nào lấy chữ nu lên chữ nu dùng nguyên nhá. 89. Không nhá chị Hà Diễm Nhung. Em đọc tên là có, không đọc tên thì không. Nha. Lên luôn dùng mã này là mã cười tím. Cười màu tím. Cười tím. Chị Nguyễn Nguyễn, chị ao ra đây rồi chị vô lại nhé. Chữ nu cho chị Phan Thị Thanh. Thấy toàn lên sau. Toàn lên sau. Comment mã này là mã cười tím. Cười tím, xin ông. Cười tím có một thôi. Chị nào lấy cười tím lên cười tím. Chữ nu còn cái kìa. Chị nào lấy cười tím lên cười tím. Cần quá. Cười tím này bỏ bì đi ba. Cười tím nhé, chị nào lấy cười tím. Chữ nu cho chị Nguyệt Nguyễn này. Chữ nu cho Khánh Tuyền. À quên. Cười tím nó cho quên lộ. Cười tím cho Khánh Tuyền. Cái này cho chị Nguyệt Nguyễn này. Nguyệt Nguyễn này. Lên mã này là mã hình hồng. Cười tím anh hết rồi. Lên mã hình hồng luôn dùng nguyên 89. Hình hồng 89. Hình hồng 89 á, chị nào lấy mã hình hồng 89 lên luôn dùng đi. Không đâu chị Nguyệt Nguyễn ơi, em đọc cái nào em đọc tên là có nha. Thêm như thế này đến lúc chốt đơn lại cực ấy. Cái nào em đọc tên là có, không đọc tên là không có. Vì hàng này nó đã lẻ ra rồi. Nha, lên luôn dùng mã này. Nu rồi nha. Lên luôn dùng mã này là mã hình hồng. Mã chữ tím. Cái nào là em đọc tên là có chị em mình chịu để ý luôn dùng anh Nguyên nhá. Cái không đến lúc chốt đơn kêu là chị chốt rất là nhiều mã sau giờ được có cái xong xả ra. Cái hai cái xong xả ra là rất là mất công. Nha, comment lên luôn dùng mã này là mã chữ tím. Nha, chữ tím có một 89.000 chữ tím, chữ tím này cưng. Ai lấy chữ tím hay chữ tím luôn dùng Nguyên đi. Chữ tím và hình hồng. Chữ tím hình hồng. Chị nào lấy chữ tím lên chữ tím, chị nào lấy hình hồng lên hình hồng luôn dùng Nguyên nhá. Chữ tím và hình hồng. Giá lên luôn cho chị em là 89.000 nha, bao đẹp luôn cho chị em mình luôn. Bộ hay là áo đây ta, còn bộ. Bộ loan này đẹp. Lên mã loan vàng. Comment mã bộ loan vàng. Lên mã loan vàng luôn dùng nguyên nhá 89k. Bây giờ lại đi thử qua những cái mã loan này. Lên mã loan vàng. Không có đâu chị ơi, hết rồi. À mấy kia vàng còn, mấy kia vàng còn. Nguyệt Nguyễn nha. Mấy kia vàng có đó chị Nguyệt Nguyễn. Ôi giời ơi. Lên mã loan vàng dùng nguyên nha chị em mà nói. Loan vàng 89k, bộ này đẹp. Loan vàng nhá. 89 cùng form hết chị em mình, từ 40 60 chị em mình, thậm chí 62 chị em mình vẫn ok luôn. Nha, chúc lên mã loan vàng. Loan vàng quần vàng và loan vàng quần đen. Có hai mã. Nha, lên mã loan vàng. Lên mã này là mã gấu xanh. Gấu ca. Gấu xanh và gấu ca. Gấu xanh, gấu ca. Lai xíu nữa thôi chị em mình. Cái 11 nữa. Thôi lai hơi chuyển này đến 11. Loan vàng cho Kim Nga. Loan vàng cho Kim Nga. Kim Nga. Gấu xanh và gấu ca. Gấu xanh và gấu ca. Gấu cam cho Nguyệt Nguyễn. Nguyệt Nguyễn còn gấu. Còn gấu xanh thôi. Thì nào lấy gấu xanh lên gấu xanh. Tôi lấy hai cái luôn hả chị ơi. Được gấu cam rồi đấy.
được gốc cam rồi. Gốc cam chị thấy trên đặng, trên đặng, thấy trên đặng rồi nhá. Lên mã này là mã nail. Cái màu loan chị em mình nhìn. Lên mã này là mã nail dùng nguyên nhá. Nail, 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 nail hồng. Comment mã nail hồng 89.000 nail hồng. Nail hồng 89 nha. Ai lấy nail hồng 89 chút lên luôn dùng nguyên. Nail hồng. Nail hồng. Em sợ chị chút không được thì chút chút quái. Nail chị thị xung đặng. Thị xung, thị xung đặng. Nail cam. Nail cam. Cấu xanh em cũng hết luôn. Nail 1K 89. Hết nail hồng rồi, còn nail cam. Thị xung đặng lên thông tin trên like cho em đã. Thấy có màu, từ từ xem. Chị ơi, chị gì ta? Chị gì mới lên? Thị xung đặng ơi, lên thông tin trên like cho em đã. Nêu cam cho Minh MT. Minh MT. Lên thông tin trên like cho em đã chị ơi. Lên cả địa chỉ trên like cho em nhé. Lên mã này mã loan xanh. Cái này tắt nhé. Người ta chốt rồi. Lên mã nách xanh nhé. Ôi giời ơi. Comment mã nách xanh, bộ này đẹp lắm chị em ơi. Lên mã nách xanh luôn dùng nguyên nhé con bộ. Ok, ok. Từ từ bộ chị đang còn không chị hết rồi chị ơi. Long xanh à, gì ta? Ruby Su Nguyễn ơi, không có thông tin gì hết. Ruby Su Nguyễn không có thông tin gì hết để mà chốt đơn hết. Không có thông tin gì để chốt đơn hết chị ơi. Lên mã này là mã theo cam. Theo cam toàn bộ này theo nổi lên trên. Lên mã theo cam, thỏ cam cũng được. Thỏ cam luôn dùng nguyên nhá, 89.000 thỏ cam. Chị nào lấy lên cả địa chỉ lên trên like giúp nguyên nhá. Lên mã này là mã thỏ cam, cái này theo hết. Thỏ cam 89 nha ba. Thỏ cam 89 nhá, chị nào lấy thỏ cam. Thì em sợ như lúc nãy chị lại chốt không được này chị, là cái mã nào chị cũng chốt nên là không. Long xanh em hết rồi. Lên mã này là mã gấu vàng 89 sắp hết rồi, còn mấy mã này hết rồi. Gấu vàng 89.000 gấu vàng nhá. Ai lấy gấu vàng lên gấu vàng. Gấu vàng 89. Chị nào lấy thỏ cam lên thỏ cam. Chị nào lấy gấu vàng lên gấu vàng luôn dùng nguyên. Giá 89k một em chị em mà nói 89.000 nhá. Để coi bên, con bò bên này là con bò. Bò dài hả ta? Cái này là dài. Cái này toàn bộ là quần dài này. Gấu vàng cho Kim Nga. Gấu vàng cho Kim Nga. Quần Vinh Nam em mới like hôm bữa. Hôm qua hôm kia gì đấy. Cái này là quần dài nhá. Chị em mình nhá. Lên quần dài không? Thôi, quần dài để ngày mai đi rồi. Và kéo ra quần dài nó sẽ ra. Quần dài để ngày mai nhá. Quần dài để ngày mai để con lai xe cho em mình ít áo để làm lên nha. Còn lẻ tẻ con sale nó rồi luôn nhé. Còn nó còn lẻ tẻ nhưng mà để dành mình mang. Yêu ít hôm nay chị em mình mấy cái cọc xung này Nguyên còn, cọc áo này Nguyên còn lẻ tẻ bán tặng hết cho chị em mình này. Tương tác đi, bán tặng cho chị em mình hết những cái mã này. Em còn lẻ tẻ các kiểu luôn, áo kiểu, áo bo rip các kiểu trong này. Sale gọn luôn cho chị em mình luôn. Size này, lên mã tặng kiểu. Cho chị em mình 50 đổ về. Cái này dặn nó ôm ôm cái này chị em mình nhìn nè. Mang nó sẽ ôm ôm cái này nhé. Tặng luôn chị em mình con này luôn. 29.000 nhá, tặng 29 áo kiểu. Tặng kiểu 29.000 luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy tặng kiểu 29 xuất lên luôn dùng nguyên nhé. Tặng kiểu 29.000, đẹp lắm. Đẹp lắm, còn những con này chắc đẹp. Tặng kiểu 29.000. 29.000 nha. Chị nào lấy cái mã tặng kiểu lên mã tặng kiểu 29k luôn dùng nguyên. Rồi nhá, lên luôn dùng mã tặng cho em. Boris. Boris nhá. Này. Xin không? Rất vài. Xe 50 đổ về chị em cho ok. Xe 50 thôi nhá. Borip nha. Tặng nó con này luôn. 39.000. 39.000 con lên cho chị em mình à. Còn mấy cái này còn ít ít để tải nên là Nguyên sale nó luôn cho chị em mình cho nó gọn cái đặt. Thế xong Ngân nhá. Trời ơi, hàng này hàng Nguyên đi chị em mình 59.000 này. Lên mã cổ trắng toàn bộ chữ này là chữ theo hết. 55 đổ về chị em cho ok. Cái này sẽ là dạng mang hơi ôm ôm nhá. Cái này mang hơi ôm ôm đấy. Được chưa? Đây chị Kim Nga 29.000.
đang đọc 29.000 luôn à. Thôi lỡ đeo 29.000. Con này lên mã cổ trắng này 39.000 Boris nhé. Hàng này toàn bộ đây luôn chị em là 59.000. Lên mã cổ trắng nhé. Trắng cho chị Ngọc Thảo Nguyễn. Ngọc Thảo Nguyễn 39 luôn. 39 cho chị Ngọc Thảo Nguyễn. Con này thương thế này. Trời ơi con này chắc thun thái nhá, lên mã tim trắng luôn dùng nguyên 49.000 tim trắng thun thái nha, con này chắc sướng luôn này. Chắc mướt mượt mượt như chị em mình thôi. Lên luôn dùng mã này là mã tim trắng. Hàng này chỉ có giá mà hàng mà thun mà 39-49 thì vô nhà nguyên chắc quá đẹp luôn. Thật sự luôn. Lên mã tim trắng 49.000. Chị nào lấy tim trắng 49. Tim gì? Tim ti. Hàng 88 này. Hàng này toàn người ta chạy 89.000. Lên mã chữ xanh 49.000, con này 55 đổ về chị em mình chốt ok. 49.000 nhé. 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp nha. Chị nào lấy cái mã đó lên luôn dùng nhé. Mình lên luôn chị em mình luôn 49.000. 49.000 nhé. Tim em hết rồi. Ôi trời. Xem cái tim tên 69.000. 69.000 luôn. Trời ơi cái này khách nào không chốt xem hết rồi nha. Cái này chị em mình mix với chân vái. Cái gì nói chung là lưng cao 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 lên xíu đẹp lắm. Lên mã mũ xanh 69.000 chắc trời ơi. Sao chị em mình 57 đổ về chị em mình chốt đẹp. Này chị nào không chốt phát luôn. Lên mã mũ. Mũ 69k. Toàn hàng nó cũng đi luôn chị em mình là 69.000. Mũ cho tí tí. Bán là tiếc, cái này còn lẻ tẻ, con này thương thái dài tay. Thái dài tay Boris 49.000 luôn. 52 đổ về nhé. Lên luôn dùng mã chữ đen. 52 đổ về, cái này là thun thái như vậy mà nó. Nha, lên mã chữ đen. Ok chị à. Mũ hết rồi Ruby. Ruby xuống, mũ hết nha. Rồi nhé. 49.000 lên luôn dùng mã này là mã dài tay đen. Size 52 đổ về chị em chút đen. 52 đổ về chị em chút đẹp nhé. Dài tay đen. Đen dài thái thì hồng văn 49.000 luôn. Trời ơi. Trời ơi. Bo rip kiểu hàng này toàn bộ hàng nguyên đi chạy 69.000 nè. Bo rip kiểu nhá, size 55 đổ về chị em chút đẹp này. Chị em mình mix chân váy riêng trời lạnh. Mix cái chân váy dài quá ok luôn. Này đi chơi quá ok luôn. Nha mix cái chân váy đen dài nữa. Lên luôn dùng mã này mã kiểu vàng 49.000 luôn. Chị nào lấy kiểu vàng, size chị em mình 55 đổ về chị em chút đẹp. Kiểu vàng nhá, kiểu vàng. Mũ em hết rồi. Mũ em hết rồi, cái này là ba cái này em còn lẻ tẻ thích cái này. Em đi luôn cho nó gọn thôi. Mã rớt vai hồi nãy tặng mấy tiền ta. Rớt vai bo rip này vàng tự nhiên 39.000 đi, lỡ rồi. Tự nhiên hồi nãy lên 29.000. Bo rip này đá này, rớt vai này. Sao chị em mình 52 đổ về nhá. Con này chắc bo rip và toàn bộ đính đá nè chị em mình. Lên luôn những mã này là mã đá. Chốt mã đá luôn dùng nguyên nhé. 39.000 lên mã đá luôn dùng nguyên đi. Cho chị xem áo ấm phía sau. Ấm mô, hai ba cái đằng sau lấy ấm mô. Dài tay em hết rồi. Dài tay em hết rồi. Dài tay em hết rồi. Anh em ném tay à. Đá dùng kim nha. Hình này bán tặng chị em mình mua cho bé này. Cái này được hàng nào đi ta. Có cái hình này ta. Lên mã tặng bé đi. Cái được hàng nào về cái này. Lên mã tặng bé đi. Lên mã này mã không đồng hay là hàng treo. Cái này riêng cái phần cổ này hơi bị dơ chị em mình. Thôi bỏ riêng con này ra đi. Bỏ riêng ra đi. Còn nó... Thế. Đỏ hả chị, cái nó phông lửng thôi nghe. Con nãy là phông lửng thôi đó. Con đó là phôn lửng thôi. Thôi con nó bỏ ra đi chị Kim Nga. Hay bỏ đi chị Kim Nga đi. Con đó hàng treo hay là hàng khách đổi cũng chả biết nữa. Mà không biết là đợt hàng nào có con nào. Không đồng đi. Còn một kiểu vàng 49 này. Hồi nãy vậy nào kiểu vàng này không? Kiểu vàng này chốt chưa ba? Kiểu vàng này ai chốt chưa? Kiểu vàng này còn con. Lên mã kiểu vàng luôn dùng nguyên nhé. 49.000. Ai lấy kiểu vàng 49 lên kiểu vàng 49. Còn cái gì là nguyên xe mất hết luôn. Kiểu vàng 49 nhé. Ai lấy kiểu vàng 49 lên kiểu vàng 49 lên dùng nguyên. Nách đen. Rồi cái nào chưa từ sao rồi đó. Nách
nách đen này có cả áo dây ở trong không, giờ em không có robot. Nách đen này có cả áo bra ở trong này, con này xinh lắm. Đây chị em mình con này 39.000 đi. Lên mã nách đen, con này chị em 64 này, chị em nick quần đùi lên đẹp lắm nha. Lên luôn chân mã này mà nách đen. Những cái kiểu này người ta bán giá rất là cao luôn. Cái này còn lại tặng 39.000 nách đen nha. Chị nào lấy nách đen 39 lên luôn đi. Nách đen cho TT. Nách đen cho TT 39.000. Còn không, còn cặp này nó sẽ thì đen mai luôn cho nó gọn. Từ từ chẳng mấy giờ rồi sao? 11 giờ chưa? 11 giờ rồi. Đang nắp hết rồi. Ok, thế lên cặp thun thái nữa thôi. Thế lên cặp thun thái nữa nhé. Lên cặp thun thái nữa rồi Nguyên Ngưng nha chị em mình nhé. Lên xem như vậy em mình cặp thun thái nữa Nguyên Ngưng. Đang nắp lên hết rồi. Lên cặp thun thái nữa rồi Nguyên Ngưng nhé chị em mình nó thái lượng. Lên cọc thun thái nữa Ngưng nhá. Này, xinh chưa? Phong này hơi lửng lửng mà phong chị em 60 độ về chị em chứ ok luôn. Này, chữ này. Lên luôn chung mã này thái xanh. Thái xanh dùng nguyên giá 49k. Thái xanh 49 nhá. Còn một cái này là lửng lửng nhá chị em mà nó. Thái đợt mới này về toàn phong lửng thôi. Nha, lên mã thái xanh. Còn em mã thái xanh luôn dùng 49. Cái này là dòng kiểu này. Rất vai. Con này chắc nó mỏng thôi. Nhá, lên luôn dùng mã tặng kiểu con này tặng luôn chị em mình 19k luôn. Cái này chị em mình mix với quần lưng cao hoặc là chân váy lên cũng đẹp lắm nha. Lên chân mã này thái xanh cho chị Nguyễn Thanh Thu. Nguyễn Thanh Thu 49.000. Hồng, hồng 19.000 luôn. Hồng 19.000 luôn. Hồng 19.000. Thái xanh em hết lắm. Lên mã sọc. Con này cưng. Con này cưng. Hôm nay 60 vô tư nhé. Lên mã này là mã sọc 49.000. Sọc 49 nhé. Sọc 49. Còn em mã sọc 49, xanh em thấy gì thùng thêm tập. Con này 60 chị em mình mang vô tư luôn. Mà chắc nó đã tiên cái gì mà thun thái, thuộc về thun thái chắc mướt mượt mượt luôn. Đã hơn chắc có tông tàu luôn chị mình. Thật sự bán nhiều nhưng thấy có thun thái nó đã hơn chắc có tông tàu luôn. Sọc cho ti ti. Sọc cho ti ti. Lên mã theo theo hồng, xe 55 độ về 49.000 theo hồng còn con nhá. Lên hết cọc này thôi nhé chị em mình nhé. Lên mã này là mã theo hồng. Con gấu này. Gấu này là gấu thiệt luôn chị em mà nó to nhé. To nhé, con này 60 chị em mình ăn được luôn nhờ phong là phong lĩnh. Nha, lên luôn dùng mã gấu. Gấu này toàn bộ là quất một bà gấu thiệt luôn này. Lên mã gấu. Gấu 49. Có cả gấu cam này. Theo hồng cho chị hoa đoàn 49 này ta. Hoa đoàn 49. Gấu xanh và gấu cam. Gấu xanh và gấu cam. Hôm 60 cho bạn là phong lĩnh nhé chị em mà nó. Phong lĩnh lĩnh như này. Không phải là dạng cà rốc tóc nhưng mà cũng không phải là dạng. Nó chấm tới cái lưng quần ấy. Nhá. Lên luôn những mã này là mã gấu cam và gấu gấu xanh. Gấu cam và gấu xanh nhé. Chị nào lấy gấu cam, đây thái xanh còn con hồi nãy chị nào lấy thái xanh từ đầu trên. Thái xanh đang còn con. Thái xanh hồi nãy cho chị Văn Phương con. Văn Phương. Gấu cam cho chị Ruby Su Nguyễn. Nha, thái xanh đây hồi nãy cho chị Văn Phương. Ok Văn Phương. 49 hết, toàn bộ thun thái lên 49 hết. Lên mã nai trắng. Này crop top với chị em mình ơi. Nhờ form này chị em 60 vô tư. Lên mã nai trắng. Gấu còn con màu xanh cho chị Văn Phương luôn. Màu xanh đấy chị Văn Phương luôn. Nhắc vô trong bao đi sao. Theo hồng em hết rồi chị Anh Vũ Nguyễn ơi. Rồi nhá, lên luôn những này. Gấu xanh em cũng hết rồi. Lên mã nai trắng. Nai trắng, gấu cam cũng hết rồi. Nha. Bích Trúc Chi Phan, trời ơi cái tên lâu lắm mới vô coi like đúng không. Gáo em hết rồi. Lên mã nai trắng và nai hồng. À nai ca. Toàn bộ cái này cà rốc tóc chị em mít quần lên cao nhé. Đẹp, mít trong váy cũng đẹp. Nha, lên luôn dùm đi. Rồi ok, bò này nữa. Thôi Ngưng nhé chị em mình nhé. Lên một con bò này nữa thôi là Ngưng nha. Bò này là form. Thấy xanh em hết rồi. Cái này kinh quá. Nè, lên mã bò vàng. Bò vàng 49. Thôi Ngưng chị em mình này. Ngưng nhá. Lên mã bò vàng hay là lên một cặp áo thun nữa, nai trắng cho thuận thu trang. Ưa gì lên thêm áo thun không? Ưa không Ngưng lên phục vụ cho em mình cặp hai cặp nữa. Mà thun thái sướng về chị em mình biết quần đùi.
Nước chân váy gì cũng đẹp hết nha. Chị nào lấy bò lên bò, lên bò luôn dùng nguyên nhá. Ai lấy bò lên bò luôn dùng nguyên 49.000. Lên cọc nè, lên nhanh lên chị em cọc nè. Ôi cái này bo rít xịn luôn. Rồi cho chị em mình cọc này cho nó xịn sò. Trời ơi bo rít kiểu nha. Cái này là bo rít nha, đẹp lắm chị em mình ơi. Trời ơi à, riêng cái bo rít là 55 đổ về thôi đây. Riêng bo rít là 55 đổ về và mang foam ôm với chị em mình ơi. Xinh không? Lên mã này mã rít vàng 52. Chị nào mà gọn lên 55 và toàn bộ cái này là sẽ là mang ôm body nha. Foam này foam ôm dùng nguyên nhá. 49.000. Đẹp lắm chị em mình ơi. Nha, 52 và chị em mình gọn lên 55 còn không chắc, nhắc là chị em mình 52 đổ về chị em mình cho ok. Lên mã này là mã gái vàng, gái đen. Gái vàng và gái đen 49.000 nhá. Chị nào lấy gái lên gái luôn dùng nguyên. 49.000, gái cam có 3 con cô gái. Ai lấy cô gái lên luôn dùng nguyên nhá. Rồi lên luôn dùng mã này là mã cổ. Cổ này cũng bo rít luôn. Trời ơi. Lên mã cổ luôn dùng nguyên nhá. Lên mã cổ đỏ đô 49.000. Phone này 55 đổ về chị em mình chốt ok. Vì hàng này thường đi chị em mình là 59.000 đấy. Nó đến kim size hết nè. 52 đi, chốt 52 đi cho nó thông thả cho chị em mình. Nha, toàn bộ là măng ôm này xinh chưa. Lên mã này là mã cổ. Toàn bộ cái này là đính kim sa hết này. Lên mã này là mã cổ đỏ này. Đỏ đô nhá, cổ đen nhá, cổ trắng nhá, cổ nu nhá, được chưa? Và cổ hồng. Nha, chị nào lấy mã cổ lên mã cổ nhá. Đấy, chị nào lấy cổ lên cổ đi. Không chốt là ngưng luôn nha. Không chốt là ngưng nhá. Lấy ba chị em mình luôn đi. Chứ lên mà lay gọi là lay ráng vùi em mà đi chậm chậm mệt lắm nha. Ngưng nhá chị em mình ơi. Mã cổ này đẹp nè. Cổ này thường đi chị em mình 59.000 đấy. Áo thun là lãi vài nghìn thôi. Chạy toàn bộ là chạy số lượng hết. Rồi bye bye nha. Chị nào lái nữa lên đi. Vàng. Vàng là gì ta? Vàng cho chị ăn Vũ Nguyễn này. 49.000 thì sao? Rồi ok. Ngưng nhá chị em mình ơi. Cổ đen cho Ruby Nguyễn này. Ruby Nguyễn này. À, chị Quýt Chúc Chi Phan tranh thủ mai chốt thêm để em đi đơn nhá. Con đầu tiên trong live này. Quýt Chúc Chi Phan tranh thủ ngày mai chốt thêm nè. Kêu mai chốt thêm dùng nguyên nhé. Để em đi đơn. Rồi ok, còn cổ trắng, cổ nu, cổ đỏ, cổ đen nữa là hết. Rồi ok, ngưng like chị em mình nhé. Bye bye chị em mình luôn nha. Bye 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 bye. Ngân chị em mình nha. Buổi trưa thì thiền em like tầm 11, có quen lộn 12 giờ đến 12 rưỡi. Tầm 12 giờ đến 12 rưỡi. Cổ trắng thì bị tri pha. Cổ trắng cho tri pha. Rồi ok. À tri phạm. Các ba chị em mình luôn nha. Hẹn chị em mình trưa mai. Trưa mai là vào tầm 12 giờ đến 12 giờ rưỡi là ngưng live. Buổi tối thì tầm 7 rưỡi. Bữa nay là live trễ đó. Nên là thường là ngưng live tới 10 rưỡi thôi chứ. Cái này live ráng cho nửa tiếng. Rồi nha, với ba chị em mình luôn nha. Hẹn chị em mình ngày mai nhé. Bye bye.